Mọi đang có giật giật, đang có điện thoại đi vô, đang chụp chụp đây. Rồi hello mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài tương tái dùng cho Hải nha. Lên 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 mấy chị ơi. Rồi hello mấy chị nha, tương tác dùng cho Hải nha. Hôm nay sẽ lên cho mấy chị rất là nhiều hàng luôn ấy nha mấy chị nha. Bộ Hải mặc có một khác, bộ Hải mặc có một màu duy nhất thôi, màu này hot lắm luôn đó mấy chị nha mấy chị nha. Bộ chị mang bao nhiêu, bộ Hải mang không có bán mấy chị ơi, bộ Hải mang là Hải order hàng Âu ấy mà Hải cũng mua sale á. Rồi lên nha. À, em sẽ dành tặng 3 set. À, 3 set caro đi. Không, cái này em sẽ đi ăn cho mấy chị mỗi mẫu một set ha. Rồi lên đi mấy chị nha, tương tái giùm em luôn. Rồi em lên mã may mắn đầu tiên nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha. Cái này là nguyên set yếm luôn nè, set này cưng lắm luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ like tương tái giùm em luôn, lên nha mấy chị nha. Đây, vào nguyên trước set rồi luôn. Chia sẻ like lên trước cho em mấy chị nha. Em thấy bạn kia toàn bán 200 mấy ngàn một set không ấy. Rồi lên giùm em ha, tương tác giùm em. Cứ giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nè mấy chị nè. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Chia sẻ like tương tác lên mấy chị ơi. May mắn kèm số điện thoại giùm em. 3 set yếm dành cho 3 chị, chia sẻ like cho Hải nha. Hôm nay nhiều hàng quá trời luôn á. Nhiều hàng lắm mấy chị, hàng tao bao về nhiều đẹp lắm. May mắn kèm số điện thoại lên giúp em, chị nào chưa chia sẻ liền giúp em đi ạ. À, tối nay hãy có manto nữa đó mấy chị. Manto toàn mua 600-700 ngàn thôi. Đây nè, set này dễ thương. Thương Âu đi, chia sẻ like lên giúp em. Cùng chị Dung Đặng chia sẻ like lên giúp em đi ạ. Rồi lên nha mấy chị nha. Đi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chị nào vô rồi thì chia sẻ like giùm em ha. Một lần vào trang cá nhân là ok nha mấy chị nha. 5 lần 6 lần vào hội nhóm giùm cho em ha. Em ưu tiên cho mấy chị chia sẻ vào hội nhóm nha mấy chị nha. Rồi tương tác giùm em, ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị ơi. Tương tác lên nha mấy chị nha. Chia sẻ like để chế độ công khai giùm em ha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai. Bấm like bài viết tương tác dùng cho Hải nha mấy chị nha. Không mình giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Một con yếm nha mấy chị nha. Một con yếm caro kèm cho mấy chị một con áo sơ mi trắng ở bên trong nữa nha mấy chị nha. Giá tặng là 0 đồng. Nên là không mình giùm em mã may mắn kèm số điện thoại cho Hải. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn á mấy chị. Thật sự rất là nhiều hàng luôn á. Rồi lên nha mấy chịu nha, may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn, chia sẻ like lên nha mấy tình yêu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Em sẽ dành tặng 3 set cho 3 chị chia sẻ like cho Hải nha mấy chịu nha. 3 set 3 chị chia sẻ like giùm em luôn. Ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em ha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai. Và nhớ là cho Hải xin một nút thả tim nha mấy chịu nha. Mấy chị thả tim thả like giùm cho Hải nha, để có tương tác nha mấy chịu nha. Chị nào chưa bấm theo dõi cái fanpage của Hải thì cho Hải xin một nút theo dõi luôn nha. Rồi lên giùm em, may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn ha. Chia sẻ like lên đi mấy chị. Chia sẻ like tương tác lên với em đó mấy chị, em có thấy có vài chị đã chia sẻ like với em hả? Chia sẻ like thôi, không có chia sẻ like không. Nhớ chia sẻ like thôi. Và bấm like biết với em để khỏi bị ẩn comment của mấy chị nhá. Đẹp lắm mấy chị ơi, em cho mấy chị xem vài mẫu áo len nha. Rớt nách thôi. Rớt nách thôi. Đẹp chưa? Hàng này nha, tệ nhất cũng phải là giá là 200 mấy ở ngoài đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Xíu em bán giá siêu sốc cho mình luôn nha mấy chịu nha. Có rất là nhiều hàng đẹp mấy chị, hàng đẹp lắm. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. May mắn kèm số điện thoại giùm cho Hải nè. Lên nhanh đi mấy chị, tương tác lên ha. Đây. Một con áo vest nè. Kèm cho mình một cái áo bên trong nè.
tin được không mấy chị? Nha mấy chị nha. Cái này mà chỗ khác người ta like á, người ta bán cho mấy Bé chị Lan Hồng tiện Nguyên nhất chia sẻ nha. like lên giúp em luôn đi chị ơi. Tiện nhất cũng phải là giá là 200, 250 ngàn một set như thế này nha mấy chị nha. Một con áo vest nè, hai lớp nè mấy chị nè, hai lớp nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo phông như thế này mà giá siêu sốc luôn nha mấy chị nha. Tối nay chị nào bỏ like em nó hoặc luôn, rất là tiếc luôn nha mấy chị nha. Rồi lên đi mấy chị nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Em lên mã may mắn trước nha mấy chị nha, xong em sẽ lên hàng luôn cho mình luôn, lên nhanh ha. Trong lúc mà đợi mấy chị chia sẻ like á, mấy chị chia sẻ nhanh lên cho Hải nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã may mắn kèm số điện thoại. Chia sẻ like nhiều rồi lên mã luôn với em được, em chốt cho nó nhanh chị mấy chị. Chị nào mà chia sẻ rồi lên cho Hải nha. Lên nhanh đi mấy chị ơi. Nhiều hàng đẹp lắm. Giờ chia sẻ like nhiều lên mã liên tục với em đi ạ. Nhiều hàng lắm luôn ấy, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm mấy chị. Mỗi mã có mấy con mà rất là đẹp luôn. Rồi thôi tặng luôn đi anh ơi. Tặng luôn rồi like luôn ha. Đi nhiều hàng đẹp quá. Nhiều hàng đẹp quá, em non like quá mấy chị ơi. Rồi em tặng mã đầu tiên nha, em tặng cho chị Phạm Thị Như Quỳnh. Rồi em xin chúc mừng cho chị Phạm Thị Như Quỳnh nè. Phạm Thị Như Quỳnh ha, mã đầu tiên ha. Rồi tặng luôn đi. Tặng luôn. Phạm Thị Như Quỳnh 0336 500 386. Chúc mừng cho chị Phạm Thị Như Quỳnh 386 nè. Phạm Thị Như Quỳnh 386 ha. Chia sẻ like tương tác lên đi mấy tình yêu ơi, để mình mua được hàng nha. Hôm nay em chỉ ưu tiên cho chị nào mà chia sẻ like nha mấy chị nha. Nhiều hàng đẹp lắm luôn ấy nha mấy chị nha. Rồi tiếp theo em xin chúc mừng cho chị Phan Trương 0935 845 793 cho chị Phan Trương 793 nè. Rồi chúc mừng cho chị Phan Trương 793 nha. Phan Trương 793, chị nào có đơn mã may mắn thì chọn dùm em một sản phẩm để em đi đơn luôn nha mấy chị nha. Rồi lên dùm em đi mấy chị ơi. May mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải nè. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Lên nhanh đi mấy chị ơi, hôm nay nhiều hàng đẹp quá luôn ấy. Rồi mã tiếp theo nha mấy chị nha. Mã may mắn tiếp theo luôn với em luôn đi ạ. May mắn kèm số điện thoại với em đi mấy chị ơi. Kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Rồi mã may mắn cuối cùng em xin chúc mừng cho chị còn nợ nhau 0773 535 849. Rồi chúc mừng cho chị còn nợ nhau 849 nè. Rồi chúc mừng cho chị còn nợ nhau 849 ha. Rồi em sẽ lên mã luôn nha mấy chị nha. Lên hàng luôn ha. Lên luôn nha. Lên luôn nha. Rồi sẽ lên cho mình mấy con áo len đầu tiên cho mấy chị ha. Và hàng này em bao giá cho mấy chị luôn. Không ai bán hàng mà mấy cái mẫu như này mà giá như Hải đang like cho mấy chị nha mấy chị nha. Một con áo len nè, xịn sò chưa. Tay là tay bồng nha mấy chị nha. Theo ở đây nè. Rồi lên nha mấy chị nha. 79 ngàn dùm em. Chốt dùm em mã vàng 79 ngàn dùm em ha. Mấy cái hàng này là xuất sắc lắm luôn nha mấy chị nha. Tay là tay bồng nè, theo nè mấy chị nè, có một con duy nhất nha. Cái này em lên cho mấy chị mã một con đầu tiên, em sẽ tri ân trước cho mấy chị nha. 79 ngàn dùm em. Rồi chốt nhanh dùm em mã vàng 79 ngàn dùm em ha. Vàng dùm em nè, 79 ngàn. Vàng 79 ngàn lên giúp em đi ạ. Rồi ghi liền em mã vàng nha mấy chị nha. 79 ngàn dùm cho Hải. Ui. Giờ lấy chút liền mã vàng với em một con à. Ừ, có một con. Vàng 79 ngàn chứ hồng khoa, mỗi màu nó có ít lắm mấy chị ha. Nên chị nào chốt cho tụi chốt với em ạ. Đẹp lắm luôn ấy. Chưa bao giờ chị bán, chị về được cái lô nào mà nó đẹp như cái lô này luôn á. Nói thật sự luôn. Có nha Thảo My nha. Rồi cái này ghi liền em mã 99 ngàn, chốt liền em mã số 1 giùm em. Hôm nay có sỉ nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 giùm em nè. 99 ngàn giùm em, có đúng hai con duy nhất nha. Mấy chị nào mua cái hàng này 99 ngàn không bao giờ ở đâu có, em nói thật sự luôn ha. Chỉ có riêng một mình kho Hải bán thôi. Nên là mấy chị tranh thủ chốt đi nha. Và số lượng không có nhiều nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã số 1 giùm em. 99 ngàn giùm em nè. Đúng đẹp cho mấy chị luôn ấy. Con này tiện nhất phải là 280 nha mấy chị nha. Không có rẻ đâu mấy chị ơi. Lên mã số 1 99 ngàn lên giúp em với Thảo My. Hết mã số 1 ạ. Rồi cái này em có được 4 con nha mấy chị nha. 89 ngàn dùm em. Chốt nhanh dùm em. Mã này là mã 89 ngàn dùm em. Con này đẹp thiệt. Ôi. Con này em nói thật luôn á mấy chị. Phải là chị nhất cũng phải là trên 200 ngàn á. Ở ngoài đó mấy chị nha mấy chị nha. Chị nào mà đi sỉ hoài luôn là biết luôn á nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã 89 ngàn dùm em nè. 89 ngàn dùm cho Hải 89. Nha. 89 ngàn, Hải có đúng cho mấy chị được 4 con duy nhất. Con này đẹp lắm luôn. Siêu siêu xinh. Rồi lấy giúp em mã 89 ngàn giúp em ạ. Tay nè. Xanh 89 như viên sen. Thật sự luôn mấy bà nào mà biết mấy cái hàng này là chốt nhanh đi mấy chị. Lên mã xanh 89 ngàn giúp em. Rồi em sẽ lên cho mấy bà chị nguyên cái set này luôn. Nghe rõ giá nha, ngất xanh luôn. Xanh 89 ngàn cho Hồng Khoa.
Mấy chị xanh 89 cho Thảo My, 109 Phong Nguyễn Gia Linh nha, xanh 89 cho chị Loan Huỳnh. Rồi cái này ghi liền em mã 109.000 có sỉ dùm em. Chị nào lấy thì chốt nhanh dùm em con này nha. Và cái con này em có hình rồi đó mấy chị, hãy up hình rồi nha mấy chịu nha. 109.000 có sỉ dùm cho em. Sỉ còn có 99.000, em bao giá toàn quốc cho mấy chị cái con set vest này luôn á nha mấy chịu nha. Một set vest nè, kèm cho mình một cái áo như thế này nè. 109.000 dùm em ha. Chốt nhanh dùm em mã 109.000 dùm cho hãy. Được, cho mấy chị được có mấy set à? Mấy set thôi nha mấy chịu nha. 109.000 dùm em. Chốt đi dùm em mã 109 dùm cho em. Xếp 109 lên giúp em vài xếp thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy chú Huyền giúp em xếp 109 là 89 hết rồi mấy chị ơi. Xếp 109 với Quỳnh Thư. Đây con này mới trên nè mấy chị. Lên mã xếp 109 lên giúp em rồi. Giúp em mã xếp 109 hàng giùm em. Xanh 89 hết rồi mấy chị ơi. Xếp 109 cho Loan Huỳnh. Em bán cho mấy chị suốt cái mẫu này nè. Mấy chị để đi. Bắt bữa nữa xếp 109 Quỳnh Thư có rồi nha. Xếp 109 với Phạm Diệu Quỳnh Châu. Xếp 109 với Thục Châu. Để lấy cái liền mã xếp 109 em còn một xếp cuối cùng thôi. Quỳnh Thư có rồi chị ơi. Xếp 109 như VV Lê rồi. Rồi cái này ghi nhanh dùm em ha. Rồi cái này ghi em mã sọc dùm em. Sọc nha mấy chị nha. 89.000 dùm cho hả. Rồi ghi liền em mã sọc 89.000 dùm cho em. Đẹp đẹp. Ôi nó đẹp gì đâu luôn. Sọc 89.000 lên giúp em rồi. Ôi cái con này thôi nhức mắt. Khánh luôn mới mã kèm số nợ lên giúp em luôn mấy chị ạ. Sọc 89.000 lên giúp em. Rồi cái này ghi em mã sọc dùm em ha. 89.000 dùm em. Con này hot hết cực kỳ luôn đó mấy chị. Hot lắm luôn nha mấy chị nha. Chờ lấy chốt đi dùm em mã dùm em. Rồi em lên xếp em mặc luôn ha. Lên xếp em mặc luôn nha mấy chị nha. Mấy chị ơi cái sọc 89.000 cho gì Thanh Thảo 851. Cái dễ mang lắm mấy chị. Chờ lấy chút liền mã sọc 89.000 giúp em ạ. Vest nó dễ mang lắm nhưng mấy chịu nha. Rồi set em đang mang vô cho Hải luôn nè. 109.000 có sỉ, em bao giá luôn cho mấy chị luôn. Và em nói thật mấy chị luôn, mấy chị đi mua một cái body như thế này nè, đã giá là 250.000 rồi. Mấy chị nhận về mấy chị xem chắc đi nha mấy chịu nha. Hải không nói điêu mấy chị luôn, con này mấy chị vô cái số mà Hải đăng hình cho mấy chị á, 380.000 một set này nha. Y như vậy luôn, size em hoàn tiền cho mấy chị luôn nha. Danh dự mấy chị luôn, 109.000 bao giá cho mình luôn á. Nha mấy chị nha. Sao hả mà 109 cho Duyên Sen. Không chị Hoàng đang lên chưa chị ơi. Mấy chị nhìn cái size của nó nè. Nhìn cái size nha mấy chị nha. Là mình đủ biết rồi nó hết cỡ nào luôn á. Sao hả mặc 3 set cho Hồng Khoa. Nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt thì em mà set hãy mặc dùm em. Chỉ có 109.000 em nói thật luôn á. Rẻ lắm luôn á mấy chị. Nha mấy chị nha. 109.000 dùm cho em. Tôi giá này rồi. Ghi me mở set dùm em, 109.000 nha. Siêu VIP luôn đó mấy chị, VIP lắm. Đây, trời ơi, 99.000, chắc me mở lên 99.000. Sao lại mặc 109 lên giúp em nha. Còn được trình đó nữa là hết rồi đó mấy chị. Đây, cưng chưa, 99.000, chắc me mở lên dùm em. Lên. Sao 109 cho Ba Lan Ngọc Nguyên. Sao 109 cho Hương Trần. Giờ lấy xe hả mặt lên, mở xe hả mặt 109 lên giúp em ạ. Xe hả mặt 109 cho Trương Lệ Xuân. Xe hả mặt 109 cho Nguyên Hạnh 440. Rồi cái này em mã áo lên. Hết mã xe hả mặt với chị nha. 99.000 một con. Mấy chị chuẩn bị bàn tính lấy con này nha. Áo lên 99 cho Loan Huỳnh. Chị nào hỏi Hải ơi có về cái con áo mà cà rốt tốt mà hàng tao bao mà có phủ này không? Đây Hải có đúng cho mình được 10 con duy nhất nha. 69.000 có sỉ dùm em. Và cái này ghi liền em mã này là mã 69.000 dùm cho Hải nha. Đây con áo này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á. Không đẹp không lấy tiền. Xem một lệ chính hết là chị Hương Trần có rồi nha. 69.000 có sỉ, hàng tao bao rõ ràng nha mấy chịu nha. Không chơi hàng kia cho mấy chị đâu. 69.000 nè, theo ở đây nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã nè mấy chị. Áo dùm em, hai dáng là rất tốt dùm em. 69.000 dùm em. Áo hồng 69.000 cho Bê La Ngọc Nguyên. Nhìn hàng Hồ Hải nha. Mình mua mấy cái dòng này mình bán vào sướng luôn đó mấy chị. Lên mã áo 69.000 cho em đi ạ. Em mã áo 69.000 dùm cho em. Áo hồng lớp 69 cho Lan Huỳnh hai con. Lớp mã áo hồng 69.000 cho em mới chợ 69 hai con cho Thảo My. Thôi mấy chị ơi 69.000 cho em mã quần kem giùm em. Quần kem này 60kg mang. Áo 69 cho Vivi Lê.
Rồi quần kem giùm em ha, 69 nghìn. Áo số 9 nhà Nguyễn Trang 927. Quần kem áo số 9 nhà Trần Phương Thảo. Quần kem nha, 69 nghìn. Áo số 9 nhà Dĩ Đoan. Áo số 9 nhà Lê có rồi nha, áo số 9 nhà Thanh Thảo. Thôi mà áo số 9 ạ. Rồi kia liền em mã quần giùm em, 69 nghìn dùng cho hả? Thật sự luôn mấy chị, nó rẻ mấy chị, em học quần 69 ngàn là giúp em hết mã áo luôn chị ạ, quần 69 ngàn cho Phượng bỏ. Em nói thật luôn á, mấy chị cầm trên tay mấy chị không nghĩ cái hàng này mà mình mua được giá như thế này đâu mấy chị. 99 ngàn cho em mã len thùng giùm em nè. Quần 69 cho Phương tròn. Ôi, nhìn cái con len thùng này mấy chị, con này em có phình rồi á. Em có phình con màu áo màu kem á, y như vậy luôn, màu đen nè. Trời ơi nó xịn chưa? Đẹp chưa mấy chị nè. Len thùng giùm em ha, 99 ngàn có sỉ giùm em. Quần 69 chị Trần Thảo đi là cái gì chị ơi, quần 69 cho Nga thì Mỹ Lê. Rồi cái em mã len thùng giùm em ha, áo len thùng giùm em 99 ngàn giùm chị. Đúng cho mấy chị một con nè, cái này là cục lẻ rồi mấy chị. Quần kem 69 cho Nguyễn Thị Kiều Trâm. Quần kem 69 cho Thảo My 2 con. Quần kem 69 cho chị Andrea Mặn Mặn. Quần kem 69 Phường Võ có rồi, Phương Trần có rồi nha. Quần kem 69 cho Lê Thị Kim Hoàng. Rồi chế nào mà đang đi quần tìm quần kem 69 ngàn lên giúp em đi mấy chị ở chi giọt xương. Chế nào em đi tìm cái chân quái này nè. Quần kem 69 ngàn thì Mỹ Lê có rồi nha. Quần kem 69 ngàn cho Trần Thảo. À, lên 99. Lên 99 chị Trần Thảo. Quần kem 69 em còn một con nữa. Đẹp chưa? Nguyên xét luôn. Em đọc giá mấy chị ngang ngắt luôn á nha. Con này mấy chị nào đang đi sỉ giá là 125 ngàn chưa? Nha mấy chị, em từng bán con này em đi sỉ 125 ngàn cái chân quái. Size của nó là size M dùng cho em ha, nguyên set luôn. Nguyên set nha, 109 ngàn có sỉ dùm em. Chốt liền em mã set kem dùm em ha. Chốt dùm em mã set dùm em, 109 ngàn. Khi dùm em mã set 109 size M dùm em ha. Set 109 ngàn size M về mấy chị tách riêng ra mặt hay tách riêng ra bán gì cũng được tốt nha mấy chị nha. Tại vì cái chân quái này đang rất là hot luôn. Chân quái là chân quái huyền thoại mấy chị nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã này mấy chị, nguyên set luôn ha, 99 ngàn có đúng 5 set duy nhất. 5 set duy nhất nha cho 5 chị ha. Lên mã set. Em mã set giùm em. 109 này. 109 ngàn. Set này 109 nhưng mà 99 mấy chị nha. Em mã set 109 ngàn. Set 109 cho Lê Mai Huyền. Cho lấy liền mã set 109 lên cho em đi ạ. Kim em mã set giùm em 109 ngàn, set nó đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi cái áo này. Ôi mấy chị ơi, cưng chưa? Set 109 cho Loan Huỳnh. Cái này chắc phải dành mấy chị em like nha. Set 109 cho Thảo My. Không, em để dành con mùa hàng em bán, đẹp quá. Set 109 cho Hồng Khoa. Trời cái áo đẹp chưa? Ôi, thích cái áo kem 109 cho chị Nguyễn Xu Hiền. Mấy chị ơi, thích cái áo xô này lắm luôn ấy. Giống như là mùa đông. Sức kem 109 cho Ngân Thu. Sức kem 109 lên với em chị nào lấy cho liền mà sức kem 109 ạ. Mấy chị, y như kiểu mùa đông nó mới sale cho mình hay sao á mấy chị ơi. 69 ngàn chốt mẹ mã áo xô giùm em nè. Ôi, xịn quá. 69 ngàn ha, chờ lấy xô chốt xô giùm em nè. Ôi con này mà mấy chị ơi, 69 ngàn nè. Phải xô nha, xô mà xô mềm đã cực kỳ luôn. Giờ lấy thì chốt em mã xô giùm em. Chốt giùm em mã áo xô nha, 69 ngàn giùm em. Trời ơi, em thích mấy cái áo xô này lắm luôn á. Áo xô 69 ngàn chứ ai chi thùy. Đẹp quá, thì đẹp luôn á. Giống như là lên mà áo xô 69 ngàn cho em, mà áo xô 69 ngàn cho cô bà bầu. Rồi duy nhất một con quần hot. Duy nhất một con quần hot nha. Size cho mấy chị size S thôi. 79 ngàn giùm em. Áo trắng xô 69 ngàn lên giùm em á, chứ chị Nguyễn Trang. Dạ, đi lê lên đợi xíu mấy chị. Trắng xô 69 cho Tân Tân. Ai như thì có rồi nha. Quần hot mấy chị ơi, 79 ngàn size S. Quần hot mấy chị ơi. Một con duy nhất à. 79 quần 79 chốt cho chị Nguyễn Bích Phương. Trời ơi là trời đất ơi. Như đây mấy chị ơi. Đã chưa? Rồi cái này ghi liền em mà áo len dùm cho Hải nè. Bán cho mấy chị vui nha. 99 ngàn dùm em. Chốt liền em mã sọc dùm em.
sọc nha, mua được mấy con này về mấy chị ơi, về về xem đi mấy chị, lên sọt đi nha, xong rồi lâu lâu mình lướt lướt mình thấy người ta bán 250.000 đó nha mấy chị ơi nha. Lên sọc 99.000 giùm em ạ. 99.000 giùm em. Chốt em mở lên sọc giùm cho Hải nha. 99.000 giùm cho Hải. Chốt giùm em mở lên sọc. Lên sọc 99.000 cho Phương Trần. Cái đó là con khoác Garigan đó mấy chị, con đó là con khoác đó mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con áo xô vàng ha. 69.000 chào lấy thì chốt thì giùm em mã xô vàng 69.000 giùm em. Xô vàng này là foam babidol nha. Con này là hàng xô luôn á mấy chị. Mấy chị nó theo đây nè. Nó theo hoa cho mình con cái này luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã áo xô giùm em. 69.000 giùm cho Hải nè. Chốt thì giùm em mã xô giùm em ha. Foam babidol giùm em. Con này là hàng viên tịch á mấy chị. Hàng viên tịch nha mấy chị nha. Một cái áo thôi người ta bán xô vàng 69.000 cho Hồng Khoa. Đúng hàng viên tịch á mấy chị. Cũng phải mới mã kèm số tờ lên giúp em luôn đi mấy chị ơi. Rồi chờ lấy thì chốt thì em mã xô vàng giùm em. Có cái gì chi cho nó lấy cho em lên á. Vàng 69.000 cho Thảo My. Chờ lấy liền mở vàng 69.000 giúp em đi ạ. Rồi đi liền em mã xô vàng giùm vàng, em. Vàng xô vàng 69.000 cho Đỗ Mỹ Lệ. Xô vàng 69.000 cho Hồng Ánh. Khi em mã xô vàng giùm giờ em. Giờ lấy xô vàng lên mã xô vàng 69.000 giúp em. Xô vàng 69.000 cho Xuân Nhi. Trời ơi mấy cái áo. Cô đi mấy chị ơi. Tay xô vàng 69.000 cho Việt trên. Ôi 79.000 chốt em mã. Xô vàng 69 cho Nguyễn Thanh Hoàng Diễm. Rồi cái liền em mã số 1 giùm em nè. 79.000. Khách mới mã kèm số điện thoại đi mấy chị ơi. Xô vàng 69 cho Tiểu Phụng. Ôi mấy chị ơi, thiệt sự luôn ấy, không hiểu nổi. Cố gắng chờ đủ đơn cho 100.000 thứ năm em đi ơi mấy chị. Xô vàng 69 cho Nga Mông. Hàng đông nó đẹp mấy chị. Nhìn mấy chị nè. Tai bồng nè. 79.000. Xô vàng 69.000 cho chị Anh rồi ra mẫn mẫn. Cái giùm em mã số 1 giùm em ha. 79.000 giùm em. Hết mã xô vàng luôn ạ. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy, nhức nách luôn á mấy chị ơi. Rồi cái liền em mã. Mã số 1 79.000 cho Phương Trần. Cái mã cái gì nè. 9855 cái này. Rồi cái liền em mã này mấy chị hàng Studio nè. Lên mã số 1 79.000 với em đi mấy chị ơi. Hàng Studio nha mấy chị ơi nha. Nghe thấy không em ha. Rồi ghi liền em mã mấy chị. Mã số 1 79.000 với em ạ. Số 1 79.000 với Thiên Nhi. Số 1 79.000 cho Thảo My. Số 1 79 cho Thanh Thảo. À quên rồi, quên đăng cái hình này rồi. Số 179.000 chứ cho gì ạ? Ôi ôi. Kim Phương Nguyễn Thị hết mã số 1 ạ. Không có em lấy con này nè em. Đảm bảo là hết tiền luôn á chứ em trả hình cassette này cho mấy chị nha. Mấy chị lên sọt tao bao bao nhiêu nha, phải 380.000 hay không nha, hay là 4, nói chung là trên cái mức mà 300 nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 109.000 có sỉ giùm em luôn, ghi liền em mã set trắng giùm em. Set trắng nha, size M giùm em nè. Cái áo của nó phía sau là cọt dây như thế này. Cọt dây như thế này nha mấy chị nha. Và hàng của nó là hàng to lao nha mấy chị nha. Rút dây cho em nè. Rút dây phía sau nha mấy chị nha. Cọt lên dùng cho Hải nè. Rồi chờ lấy chốt em mã xét trắng dùng cho em. Xét trắng dùng cho Hải. Xét trắng 109 lên giùm em. 109.000 dùm em. Có đúng có mấy xét nè. Có 5 xét nè. Xét trắng. Xét trắng 109 chốt cho Phương Lê 355. Không đẹp không biết tiền mấy ché luôn ấy. Xét trắng 109 chơi Thục Châu. Cái bà hàng tao la bất kỳ gì hết sợ luôn á mấy chị. Cái quần là xét cái trắng 109 với Biro. Cái vải nó dày lắm rồi mà còn hút cái quần bên trong. Xét trắng 109 chứ cho chị ạ. Thục Châu có chị rồi chị nha. Xét trắng 109 chứ Thảo My. Còn vải đó hả em. Xét trắng 109 chứ gì ạ. Nga Nguyễn 989. Đơn này thứ 5 bên em mới gửi chú đơn gì khánh mới ha. Rồi lên quần rinh nha. Quần rinh hết mã xếp trắng ạ. Rồi cho chị cục xanh đây. Tôi cái cục xanh ngồi đây chị đi. Cục xanh tiếp theo nha. Rồi cái quần này nha. Là quần dán siêu dài luôn. Dán mà dạng như là kiểu mà giống như mấy chị hay mang mấy cái đôi dài mà hết chân á kìa mấy chị kìa. Nhớ mấy chị luôn nha. Dài vừa chấm luôn. Chứ không phải là cao trên mắt cá đâu nha mấy chị luôn nha. Dài nè mấy chị nè. Nha mấy chị nha, cái này mình mang đôi dài vô nữa là đúng vừa luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này em có size S, size M, size L. Mấy chị nghe giá em đọc nha mấy chị nha. Giá em bán cho mấy chị cái quần rinh này với giá là 99.000 có sỉ giùm em. Sỉ chỉ còn có 89.000 thôi. Mấy chị lên size giùm em ha, size S, size M, size L. Ghi liền em mã quần rinh
99.000 có sỉ dùng cho Hải nha. Rồi cái liền em mã này mấy chị này, quần jean dùng cho Hải, quần jean này đẹp lắm luôn. 99.000 kèm size SML dưới em ạ. Quần jean này đẹp lắm luôn, quần jean là siêu chắc nha mấy chị nha. Rồi hàng 200 mấy ngàn không á nha. Rồi kèm size vô cho Hải này, size S, size M, size L dùm em, 99.000. Rồi tiếp siêu phẩm nha. Nè em lo có một cục nữa. Rồi tiếp siêu phẩm tiếp nè mấy chị. Con này mà bà dì quên rồi. Có quần jean 99.000 size M chốt cho Thúy Hằng Dương. Này mà không khoe em không chốt thì tiếc lắm luôn á em. Dễ học luôn á. Quần jean 1 ri chốt chị Loan Huỳnh. Trời ơi cái set này nó ten mà nó thật sự luôn á mấy chị. Ten lắm luôn. Một cái chân vái này thôi. Quần jean đủ ri cho Hồng Khoa 280.000. Bây giờ mình bỏ ra 109.000 thôi mà mình vẫn theo trend nha. Và chuẩn hàng loại 1 cho mình luôn. Và cái này ghi dùm em mã set xanh dùm em 109.000. Set Loan size M dùm em. Set Loan size M nha, 109.000. Ghi dùm em mã set Loan dùm em. Rồi cái set Loan này em mới thật luôn mấy chị. Mà em chỉ bóc sale được có mấy con nè. Khổ lắm luôn ấy. Chị mới chịu nha. Set Loan dùm em nè. Quần jean 99.000 size L cho Linh Tròn. Rồi cái liền em mã set Loan dùm em. Quần jean 99.000 size L cho Ngọc Hân. Rồi cái liền em mã set Loan nha, 109.000 có sỉ dùm em. Quần jean em chỉ còn M và L cho Thục Châu ơi. Hết S rồi chị Bích Hương á. Quần jean size L 99.000 cho Vũ Huỳnh Anh. Bé còn một con size M cuối cùng ạ. Rồi tiếp cho mấy chị ha, cái set này là quần jean còn một con size M cuối cùng thôi mấy chị nha. Quần jean size M cho Liên Hương hết mã quần jean luôn ạ. Đây mấy chị nè. Mấy chị nhận tiền nha. Em nói cái set này nè. Nếu ví dụ như mà mấy cái hàng thường người ta lên á thì người ta sẽ lên cho mình à, set Loan 109.000. Set Loan 109 cho Vivi. Đây nha mấy triệu nha, giống cái set lúc chiều Hải May. Set Loan 109 cho Lê Rốt. Màu trắng, bây giờ Hải lên màu đen trước nha. Đây nè mấy chị. Nếu mấy chị đi mua một cái hàng thường á thì người ta sẽ mang cho mình Sách Loan 3 set cho Hồng Khoa hết mà Sách Loan luôn ạ. Cái vải của nó là cái quần này cũng là quần thun luôn nha mấy chị nha. Nhưng mà riêng cái hàng này, cái bộ này nè mấy chị, nó xịn sò, có nghĩa là cái quần của nó là mai lên hàng kaki cho mình. Là y như một cái quần sọt bình thường mình đi mua là 100 mấy ngàn á nha mấy chị nha. Đây một nguyên set luôn, 109.000 nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã set đen dùm em, 109 dùm em nha mấy chị nha. Chúc nhanh cho Hải nha. Hôm set đen 109 lên dùm em đi mấy chị nha. 55-56kg thì mang ok dùm em. Set đen 109 như chi Trần. Cái hàng to ba mình về mình nhận mấy chị thấy cái chất vải không? Cái vải này nè nha mấy chị nha, nó cực kỳ sung sướng luôn, mặc rất là sướng nha. Rồi ghi nhanh dùm em mã set đen dùm em, 109.000 có sỉ dùm set đen, set Loan hết rồi chị Thảo Mơ ơi. Lên mã set đen 109 dùm em chứ Hiền Thu. Một con quần sọt kèm cho mình một cái ô đi mà chỉ có 109. Set Loan hết rồi chị Phường Võ, set đen 109 chốt cho chị Nguyễn Bích Phương. Chốt cho liền mã set đen 109 lên dùm em ạ. Ghi dùm em mã set đen nha, 109.000 dùm em. Em Loan, ok Thảo Mơ ha, xíu bỏ ngồi chị. Rồi áo phông dùm em nè, phông này dễ hè, phông này dáng vừa nè mấy chị, không dài quá, không ngắn quá, không to quá ha, phông ok cho mình luôn. Đây 69.000 chốt em mà áo phông xếp đen đó còn đẹp lắm trời. Xếp đen 109 cho Linh Tròn. Thì tính ra có 5 cái. Xếp đen 109 cho Lê Rốt. Mấy chị có 5 bộ rồi mấy chị, mà nó nặng lắm luôn á, kéo thật luôn á. 109.000 đáng đồng tiền lắm luôn á. Nhiều lúc hãy ôm được mãi cũng vui. Xếp đen 109 cho Loan Huỳnh, Nguyễn Bích Phương có rồi chị nha. Áo phông dùm em ha. Xếp đen 2 xếp cho Hồng Khoa. Áo phông này về mấy chị xem chắc á. Áo phông này xịn lắm luôn á nha mấy chị nha. Tao chờ lấy xếp đen Hiền Thu có rồi à. Xếp đen 109 cho Đặng Suri. Và ghi liền em áo phông dùm em. Lê Rốt có xếp đen hả? Xếp đen gì? Tâm Phúc. Tâm Phúc Tô. Em lấy lại cái này em còn được 5 set này cho chết. Set đen em còn 1 set cuối cùng. Bây giờ chị nào lấy chút liền giúp em Hồng Hòa 2 con. Hồng Hòa 2 con. Thảo My có chưa? Hả? Thảo My có chưa? Set đen 109 như Thảo My. Đây cái hoodie này mấy chị nè. Cái áo của quên lộ. Cái vest này mấy chị nha. Đây kèm cho mình một cái áo phông. Chị Thiên Nhi em không chốt cái kiểu đó được đâu chị nhá. Còn cái này ghi liền em. Ok. Phong là 69.000 có sỉ. Phong 69 như Thảo My 2 con. Này mấy chị, nguyên set luôn nha, 109.000. Em thấy cái áo vest này em mấy chị, em cầm trên tay em không nghĩ nó 109.000 đâu. Mấy
chị nhìn cái hàng này, người ta may hai lớp cho mình luôn á. Bình thường mình đi mua cái hàng của mình á mấy chị kìa, mấy hàng của mình lên á, người ta một lớp người ta đã bán mình là không mấy có xích đen rồi nha. Đây nè mấy chị, có bông luôn rồi. Hàng ta bao nha, nó hai lớp cho mình, mình nó chỉ có 109.000 có sỉ thôi, em bao rẻ cho mình luôn, em có thật luôn ấy. Chưa bao giờ em cầm một cái vest nào mà trên tay 109.000 mình nó có mang hai lớp như mình cho mấy chị đâu mấy chị, nha mấy chị luôn nha, quá là rẻ luôn. Tao chiều lấy một chút nè em, mà xét vest giùm em. Rồi vô cho chị mét nhiều. Rồi cái liềm em mã xếp vét dùm em 109.000 dùm cho ảnh nha. Xếp vét 109 lên giúp em ạ. Xếp vét 109 cho Loan hình. Đây mấy chị ơi, con áo hot hot, con áo của hàng Âu ra nè mấy chị nè. Xếp vét 109 cho Lê Rốt 2 set. Nè mấy chị, cổ lọ dùm em 69.000 đi em mã cổ lọ. Em nói mấy con này nè, mấy chị nào mà hay mặc mấy cái phone mà dạng như là ôm bó sát người á, xong mặc mấy quần jean lưng cao á kìa, trời ơi đúng nhức nách luôn ấy. Sẽ phát 109 với Mai Thị Hoa Lai. Đẹp cho mấy chị nè. Và cái này ghi liềm em mà áo dùm em 69.000 dùm em nè. Áo loan, áo loan, áo viền loan đó mấy chị, nha mấy chị luôn nha. Và ghi liềm em mà áo 69.000 dùm em. Con áo này mặc vô này mấy chị, cổ của nó như thế này nè. Con này mặc lên dế lắm luôn. Lô mai mai ha. Xe bé 109 em còn một xe cuối cùng, chào lấy chút liền với em ạ. Và ghi liềm em mã nha mấy chị luôn nha. Chốt liềm em mã áo dùm em 69.000. Em có được 4 con rồi mấy chị. Có 4 con thôi nha, 4 con duy nhất thôi. Chờ lấy chốt liềm em luôn. Bộ hải mặc á, bộ hải mặc còn mấy xếp rồi. Hết rồi. Chờ em mặc hết rồi hả? Hả? Còn bộ nữa. Bộ hải mặc còn, còn bộ hải mặc nè. Áo 69 cho Mai Mai, áo 69 cho Thảo My. Rồi cái này ghi em mã set 109.000, set trắng dùm em nè. Đây mấy chị nè. Vì mình cảm nhận cái quần này nè, em học luôn á. Cái quần này nè, quan trọng là em nói học luôn cái set này nè. Bình thường em đi mua mấy cái hàng khác á, người ta sẽ may cùng cùng tông vải luôn. Áo 69 cho chị Ngân Thu. Nhưng mà riêng cái set này nè mấy chị, cái quần nó quá là xịn luôn. Cái áo em không nói nữa nha, tại vì cái áo này em nói với chị là chất vải của nó quá là xịn rồi. Đây nè, kèm theo cái quần của nó nè. Áo 69 cho Nguyên Trần. Không hiểu vì sao luôn á, người ta phải may một cái bộ như này mà người ta sale có 109.000. 300 mấy ngàn mà sale có 109.000, thật sự rất là rẻ luôn á. Xế trắng 109 lên giúp em đi ạ. Kim em mà xế trắng 109 lúc chiều có mấy chị chốt rồi, để đây chứ không đúng rồi. Để chết rồi chị mặc ha. Xế trắng giùm em 109.000. Đây nữa nè. Đúng rồi chị My rồi. Nè. Giờ lấy cái liền mà xế trắng 109 lên giúp em mấy chị ha. Tự nhiên thấy người ta rẻ quá trời rẻ luôn nè mấy chị. Trời ơi, hàng 109.000 nè. Em nó quá trời là rẻ luôn á. Những cái khách này được. Cái này mang về để sao nè. Sơn trắng 109 như vậy, mai mai 3 set. Thì cũng mấy chị, cái hàng này mà mang về thể thao thu luôn á. 109.000 nè, chốt tìm em mã 8 dùm em nè. Trời ơi, 55 cái đổi lạnh em ok, set 6 dùm em. Luôn cầm cái set này trên tay thì luôn mấy chị. Hàng theo thì không nghĩ nó là 100. Xếp trắng 109 Hồng Khoa. Trời ơi nó xịn quá luôn. Đi liền em ạ. Xếp xám giùm em. Xếp trắng 109 cho Cindy Nguyễn. Mai mai có rồi nha. Xếp trắng 109 cho Hương Hồ. Kim em ạ, xếp xám giùm em nè. 109.000. Xếp trắng 109 cho chị Thảo My 2 set. Hết mà xếp trắng luôn ạ. Rồi kim em mã xếp xám dùm em nha mấy chị nha. Xám dùm cho Hải nha. Rồi tiếp em lên một cái quần siêu hấp hết luôn mấy chị. Một xếp Thảo My 2 xếp. Xếp xám bao nhiêu? Xếp xám 109.000. Xếp xám hồng 109 cho Mai Mai 2 xếp. Rồi em sẽ lên cho mình một cái quần siêu hấp hết luôn. Cái quần này phải gọi là màu cực kỳ đẹp mấy chị, màu đẹp không? Rồi sang em mồ nè mấy chị, 79.000 có sỉ giùm em. Chút em mở quần 79.000. Xếp xám 109 lên giúp em My Huỳnh, lúc chưa có rồi em nha. Xếp xám 109 với Hồng Khoa. Rồi cái này ghi liền em mở quần giùm em nè, 79.000 xây mồ giùm em. Xây này nó xây xong. Xếp trắng hết rồi mấy chị ơi, lên mở xếp xám giúp em đi ạ. Cái này xây mồ xếp nhưng xám mà Nguyễn Thị Kiều Trâm. Nó to hơn bình thường đó mấy chị. Quần này không ngắn đâu em nhìn nè. Xếp xám với Thảo My hết mà xếp xám. Quần này em mang là đúng bài luôn đó Nhi. Thật luôn ấy nha, yeah. Em may là đúng bài luôn đó. Trời ơi cái quần này nhận về chắc rồi mấy chị, đã lắm.
Trời ơi, bà nào mà cao hay là ưng mặc mấy cái quần hấp chân này để mang với giày cao mấy chị, giày bata vậy. Này kia, thấy đi, mình nắp 79 ngàn dùm đi. Quần 79 ngàn, trái cho mời mời. 79 ngàn dùm đi. Rồi em nhớ mãi cái áo kho tay này luôn á. Quần 79 ngàn Thục Châu. Cái áo kho tay này đợt trước em bán giá là 89 ngàn hàng này mấy chị, em nhập riêng á. Em nhập mẫu riêng á mấy chị. Đây nè, cái áo kho tay cà rất tốt này nè mấy chị nè. Nha. Quần 79 cho Lê Rốt. Đây mấy chị, 69 ngàn dùm em. Chốt liền em mà áo. Quần 79 cho Thảo My. Rồi ghi liền em mà áo 69 ngàn dùm em. Quần 79 cho Trần Thị Tú Trinh. Quần 79 Thảo My có rồi nha. Quần 79 cho Thị Nguyễn thì Kiều Trâm. Rồi cái này ghi em mà áo. Quần 79 cho Cali Trần. Áo cà rất tốt nha. Cái áo kho tay này em nhớ. Giờ lấy quần 79 lên mẫu quần 79 với em đi ạ. 69 ngàn chốt em mặc. Quần 79 cho Thanh Hòa Phạm. Nè mấy chị, hàng xịn lắm. Rồi ghi liền em mặc áo cà rất tốt dùm em ha. 69 ngàn dùm em. Áo đó được trước em nhập cao lắm. Em nhập mà cái đợt mà mới đây nè mấy chị. Cái đợt mà hốt hốt đó mấy chị kìa. Áo 69 quần 79 em còn một con cuối cùng, giờ lấy chút liền với em mà. Áo 69 cho Thảo My. Đây con này nhìn vô mấy chị cầm con váy trên tay sẽ biết là hàng dạng như là hàng mà hàng ta bao cao cấp luôn. Quần 79 với Trần Duyên nha. Yeah. Bình thường hàng của mình đó kìa, nó người ta có sale hay người ta có bán 200 mấy ngàn người ta cũng không bao giờ mà. Áo 69 cho gì à? Thái Duy. Người ta may lên cho mình được một con cái kiểu mà dây tăng đơ này kia đó mấy chị, chu đáo đến nỗi như thế này đâu mấy chị. Nhưng mấy chịu nha, phía sau có dây tăng đơ này. Nhưng mấy chịu nha, đây là hoa cúc cho em luôn, có mít ngực này mấy chị. 109 ngàn, giờ lấy thì chốt liền em mã váy 109 giùm em. Size cho mấy chị, size 52-53 ký mang ok cho em nha. Phía sau lại luôn này. Có nó chung chung như này, chung chung như này nha mấy chịu nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền em mã váy giùm em. 109 ngàn có sĩ lên mở váy 109 với em ạ. À. Nơi như này cho mình nè. Váy 109 cho Nguyễn Linh. Con này xinh lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Có mốt ngực cho Hải luôn. Vừa sang 18.8 lên với em mấy chị ơi. Nó có dây tăng đôi cho mình nè, nên là mình không có sợ bị lỏng. Váy 109 cho Hậu Nguyễn. Không có sợ bị lỏng tay nha mấy chị yêu nha. Con này mặc cưng lắm luôn ấy, 109 ngàn nha. Đi liền em mã 109 giùm em, giúp cho chị mấy chị vô. Rồi chốt em mã váy giùm em 109 ngàn ha. Váy trắng giùm em 109 ngàn. Váy trắng 109 lên với em mấy chị ạ. Váy 109 cho Bích Sen. Trắng 109 cho Thảo My. Khách mới mã kèm số điện thoại lên với em đi chị Hồ Thị Thương Thương ơi. Cái này là giống may may em lấy cái quần này đó may may. Cái quần này giống cái quần trắng đợt trước đó chị ạ. Đây nè. Quần 79 hết rồi. Xanh dùm em nè. Váy 109 gì Tâm Tâm. Váy 109 Bích Sen có rồi ạ. À. Xanh dùm em ha, 69 ngàn dùm em nè. Quần xanh, quần sọt dùm em. Quần sọt xanh nha, 69 ngàn được 5-6 con thôi nè. Quần này mặc với áo body màu á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. 69 ngàn nè. Chị nào lấy thì chốt đi em mở quần sọt dùm em. Quần này mấy chị mặc với mấy con body màu. Váy 109 cho Chu Ngon. Mặc với mấy con body màu đẹp lắm luôn. Đây em lên cho mình ha. Cái này là còn em được quần xanh 69 ngàn với em ạ. À. Quần xanh 69 ngàn chứ gì chi tròn. Đi em chắc đại quá nó ngã xuống. Còn em lên cho mình hoodie. À quên gì quên rồi, manto nè em mới vừa nói. Em kêu là em phải đi mua bình thường. Em không có hàng này tới mấy chị. Quần xanh 69 ngàn cho VV. Em phải đi mua mấy con manto nè với giá là 600-700 ngàn. Nhưng mà tự nhiên hôm nay em lại ôm ở trong đây nó lại có. Nha mấy chị yêu nha, hàng tao bao luôn. Em sẽ bán xanh siêu rẻ cho mấy chị luôn nha. 159 ngàn một cái áo manto nha. Em bình thường, em nhiều manto lắm mấy chị. Em học luôn ấy, tại vì em đam mê manto lắm. Em mua toàn là 800, 1 triệu mấy cũng có luôn. Nha mấy chị yêu nha, trong tủ của em là tầm khoảng 10 con manto đó mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà tự nhiên em lại ôm sale được mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, em bán mấy chị 100 mấy quên rồi. Em mới đặt mấy giờ 159 ngàn. Quá là rẻ luôn á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Kèm đai cho mấy chị. Ok mê mê có 5 cái quần xanh rồi chị. Manto giùm em nha mấy chị. Quần xanh đó em còn 2 con cuối cùng giờ lên cho mình em ạ. Thật luôn á, chị toàn mua. Chị toàn mua cao lắm luôn. Manto 159 với Hồ Cẩm Tú. Em bị ghiền manto lắm mấy chị. Thật sự luôn, manto dài, manto ngắn gì em cũng có hết trơn á. Đây nè.
đẹp thiệt, nước mắt luôn ấy trời. Nè mấy chị, mua đi nha, không có cơ hội lần thứ hai đâu, em nói thật luôn ấy. Bình thường em không có. Lấy thì chốt nhanh nha. $159.000, hút giùm em một con manto đi mấy chị. Xịn đép và đép luôn. Manto 159 lên giúp em ạ. Manto 159 giùm em ơi. 159. Manto 159 giùm phụng không? Ôm rẻ thì bán rẻ cho mấy chị á. Rồi cái này ghi liền em mã 6. Lên mã manto 159 lên giúp em ạ. Rồi cái này ghi liền em mã 6. Manto 159 giùm 100 lên mình. Rồi cái này ghi em mã áo xám giùm em nè. 99 ngày giùm em, có đúng một con duy nhất xám. Hồi nãy em lai màu xám. Manto 159 như viên sen. Ôi, cái cục này rồi diễm. Manto 159 hồi cầm tú có rồi ạ. Manto 159 em chứ gì ạ. Sakura Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mã xám 99 ngàn, đúng một con nha. Có sĩ dùng cho em ha. Xám 99 ngàn, một con Manto 159 như Bảo Ngọc 392 hết rồi Manto. Rồi em lên cái con này. Mấy chị điền lắm luôn ấy, xinh lắm, dễ thương lắm. Lên mã 699 ngàn với em đó mấy chị ơi, hết mà mang đô rồi mấy chị ơi. Cưng lắm, trời ơi. Hay là 699 với Trần Thị Tú Trinh. Có mấy con à mà để lại thôi, thiệt luôn ấy. Kem dùm em, 99 ngàn. Cái này em nói thật mấy chị luôn, ai mang cũng đẹp hết. Mang vô là trẻ mấy tuổi luôn ấy, nha. Nè, em có mình rồi đó mấy chị, dễ thương lắm. 99 ngàn dùm em. Chốt đi giùm em mã yếm 99 giùm em. Trời ơi cưng lắm luôn á nghe mọi người. Đẹp lắm. Thương lắm mấy chị. Kem giùm em 99 ngàn giùm em. Kem 99 ngàn lên giúp em à. 699 hết rồi mấy chị có một con à. Yếm kem 99 cho chị à. Ngâm ông. Rồi y như vậy luôn. Yếm kem 99 em chứ cho chị ạ. À. Yếm. Cha My. Đây, cái này là váy yếm. Yếm váy. Kem 99 cho Maria Maria. Yếm váy này cưng lắm nè. Kem 99 cho My My hai con. Đây cái này hết mà kem 99 ạ. Con này mình thấy không? Thấy xinh lắm luôn nha. Gà nút đây nè. Đây là chưa gà hốt nha mấy chị nha. Rồi con này em có size cho mình là size M. M nha mấy tình yêu nha. Nè phía sau của nó nè. Phía trước của nó nè. Màu xanh đen ha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em. Xanh đen giùm em 99 ngàn giùm em. Hai con. Rồi cái này ghi liền em mã nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã. Xanh đen cho mấy chính như lên cho khỏi nhầm mẫu ạ. Con này về phố đồ thôi gọi là phải gọi là siêu phẩm luôn đó mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã giùm em. Xanh đen 99 ngàn cho Hải Đăng Nguyễn. Xanh đen 99 ngàn cho Nhi Dung. Y như vậy luôn mà màu vàng. Hết mà xanh đen. Đúng luôn á mấy chị. Màu xanh ở ngoài nó đẹp. Nhưng mà em đưa vô hình á, nó bị dạng như nó y như qua nó màu đen á. Mấy chị không thấy rõ. Chứ thật sự luôn em cầm cái con vàng lên nè. Mấy chị thấy không, nó có màu mè một chút xíu rồi nó sẽ đẹp á. Vàng nè. Đẹp lắm. Có con duy nhất màu vàng nè. Nha mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. 99 ngàn một con. Rồi kia liền em mã vàng dùm cho nãy nha. Vàng 99 ngàn có một con là có rồi chị Trần My ha. Vàng 99 ngàn cho chị Mai Mai. Mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe nè, cái chân váy này nha. Nếu mấy chị bình thường mình đi bỏ tiền ra mình mua á, em học luôn tệ nhất cũng phải đâu tầm khoảng giá 800 ngàn. 800 nha, tại vì con này là hàng xuất Âu, không phải là hàng thường nha mấy chị nha. Đây nè nha. Nếu bình thường mình chị nào mà hai tuần đi mua mấy cái hàng mà cao cấp một chút xíu á nha mấy chị yêu nha. Vì sao phải nói cho mấy chị biết là cái hàng này hãy ôm sale á, chứ nó không phải là giá như hãy đang bán cho mình đâu. 79 ngàn có sỉ, sỉ chứ còn có 69 ngàn thôi. Em đọc sai nha, có sai. Ủa hay là có một con. Ủa vậy có một con nữa hả, cho mai đi này. Trời ơi tự nhiên đứng nói cho dài dòng diễn giải trời. Thiệt luôn ấy, có con rồi mấy chị ơi. Thiệt luôn á, em đi mua hàng Âu em biết ấy. Má ơi nó có con mấy chị ơi, em ngồi em diễn giải cho nhiều khổ ghê luôn á. Có con nè. Có con nè. Tại vì cái cục này nó bắt đen thui à. Đây. Nè chị nào ôm hết cái cục này thì ôm. Chú quý gia này bị chính rồi. Xây mò. Ừ. Xây mò nè. Chú quý gia cho mời mời.
cái này có hai con size M nè, chốt em mã số 1 size M nè. Mã số 1 size M, cái này là cái quần ấy, cái quần nha, size M, chốt em mã số 1 giùm em. Mắc cười chị ơi. Thiệt luôn mấy chị, có con mà tự nhiên ngồi si à. Thiệt luôn quý, ngáo dễ sợ luôn. Và cái này ghi liền em. Cái này là cái quần mấy chị nha, mã số 1 giùm em, 69, à quên 79 ngàn. Mã số 1 giùm em, size M. Mã số 1 size M ở đâu rồi? Tự nhiên cái này nó nguyên cục màu đó, đen mấy chị. À, khổ ghê á, tại nó nguyên cục màu đen á. Và lấy cái váy này nè, nhìn cưng chưa? Lên mã số 1 với em 79 ngàn luôn ạ. À. Trời, số 1 em chốt cho chị ạ. Hoàng Kim Anh. Cái này là cái yếm. Số 1 em chốt cho mày mời hết mà số 1 ạ. Đúng rồi, chừng mấy bà bóng mua đắt lắm mấy chị. Rồi cái này size M nè, mã số 2 giùm em. Mã số 2 giùm em ha, 89 ngàn có sỉ giùm em. Con này mấy chị mang yếm đẹp nè. Mình phối với lại mấy con áo mà, áo sơ mi nè. Hay là mình phối với lại mấy không con không bên trong nha. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt về giùm em nè. Chốt liền em mã váy giùm em, mã số 2 giùm em, size M 89 ngàn có sỉ giùm em ha. Hàng nó xịn lắm mấy chị nhìn từ cái quy của nó này mấy chị. Cái quy của nó nha mấy chị yêu nha. Rồi chờ lấy thì chốt về giùm em. Mã số 2 89 ngàn cho Nam Mông. 89 ngàn giùm cho hả? Chờ lấy liền mã số 2 với em 89 ngàn mấy chị ạ. Giùm em mã số 2 giùm em ha, 89 ngàn giùm cho hả? Hàng xịn lắm mấy chị, mấy cái váy nó đẹp lắm. Oh, mã số 2, 89 ngàn chứ chị ạ. Thiệt luôn á, đợi xíu mấy chị nha. Cali Trần. Wow. Số 2, 89 ngàn lên với em mấy chị ơi. Nè. Không có gì xuân bảy màu, chưa có mã nào á. Cái này cái đổi lại mấy chị mang đẹp luôn á. 79 ngàn, chốt liền em. Ủa nó không bán thì sao cô đơn nguyên ơi. Mã số 3 giùm em ha, chốt liền em mã số 3 giùm cho Hải. Size cho mấy chị 52kg đổ làm em ok nha. Và cái quần này nè, mấy chị về cầm trên tay đi. Nó sao sao á, không bao giờ mà mình mua được ở mình đâu mấy chị nha. Thật luôn. Mã số 3 lên giúp em ạ. Chị nào lấy thì chốt liền em, quần này đẹp lắm luôn ấy. Nhìn lạ hề. Nhìn cái quần đúng sần sò luôn. Số 3 bao nhiêu quần rồi? 79 ngàn. Số 3 79 ngàn cho Hồng Khoa, số 3 79 ngàn cho Lê Rốt. Rồi lên cho mình nha, mã số 4 giùm em, một con quần rất là số 3 79 ngàn chứ gì Thảo My hết mã số 3 một con chị Thảo My ha. Rồi ghi liền em mã số 4 giùm em nè, 79 ngàn có sỉ giùm em, chốt liền em mã số 4, 79 ngàn giùm cho Hải nè. Em nói cái quần này nè mấy chị, nó không phải là chất thường đâu nha. Và cái này là vải mà vải lên sợi á mấy chị, nha mấy chị yêu nha. 60kg, 65kg và khuyên chân thành cái quần này dành cho mấy chị nào mà to mặc. Số 4 cho Lê Rốt. Càng to mặc càng đẹp cho Hải cái quần này luôn. Mã số 4 giùm em. Kim em mã số 4 giùm em. Mã số 3 rồi mấy chị ơi, lên mã số 4 giùm em ha. Mã số 4 giùm em, 79 ngàn giùm em. Số 4 79 ngàn với Thảo My. Đi sạc lên còn cái gì nữa. Mã 3 còn em nói nha, ok. Đây nè, chị cho em qua màu xanh đen này được không? Xay cho mấy chị nè. Mặt xay 50kg đổ lại nè. Xanh đen nè. Nè, xanh đen nè mấy chị. Lấy thì chốt giùm em nè. Số 4 19 ngàn cho ba lan hụt nguyên hết mã số 4 ạ. Rồi cái này ghi liền em mã xanh giùm em. Màu xanh đen á, may rất là đẹp luôn nha. Thì cái quần này mang lên kiểu dây dé sau hè. Cái này mà kiểu may về ba ta đồ. Mấy cái dài mà này kia mấy chị đẹp lắm luôn ấy. Có hai con nè. Xanh đen cho Thảo My 79 ngàn. Lên mã xanh đen với em đi mấy chị ơi, giờ lấy cái liền mã xanh đen với em á, 79 ngàn thôi ạ, xanh đen 79 ngàn cho mấy em ơi. Hết mã xanh đen ạ. Wow, mấy chị, ghiền lắm luôn. Cực kỳ thích mấy cái phô máu trắng này luôn, dễ lắm luôn nha, siêu dễ luôn. 79 ngàn, chốt liền em mã số 10 giùm em nè. Ghi liền em mã số 10, 79 ngàn, có sỉ dùng cho Hải nè. Ghi liền em mã số 10 nha, em có đúng cho mình được à mấy con thôi mấy chị. Và mấy em cho mấy chị xem cái bao hàng của nó nha, tới cái túi hàng cho mấy chị xem đây nè. Một cái hàng của nó nè, mấy chị thấy xịn không? Số 10. Mã số 10 giùm em, 79 ngàn. Số 10, 79. Rồi ghi giùm em mã số 10 giùm em, 79 ngàn. Cực kỳ thích mấy cái phô máu này luôn á trời. Mùa này là mặc mấy con là đúng giá luôn. Đẹp lắm luôn nha. Mã số 10 giùm em, 79 ngàn. Số 10, 79 ngàn cho Hồng Khoa 2 cái.
Kim em mã số 10 giùm em, 79 ngày giùm chị. Còn em sẽ lên cho mình một cái áo khoác trên bây giờ đây mấy chị, đây nha mấy chị nha. Rồi cái này đi liền em mã khoác veo giùm em, khoác veo cho hãy nha, được vào vài con rồi mấy chị. Số 10 và 9 ngàn cho hậu ngon. Khoác veo giùm em 89 ngàn. Số 10 và 9 ngàn cho Trà My. Số 10 và 9 ngàn cho Chi Trần. Số 10 và 9 ngàn cho Mai Mai 2 con. Rồi cái giùm em mã khoác veo giùm em 89 ngàn. Em được có mấy con rồi mấy chị. Số 10 79 ngàn cho chị ạ. Nguyễn Chi. Đây nữa này, may may nè. Số 10 và 9 ngàn cho Ngân Thu. Cái này giống cái đợt mà quần trắng. Số 10 và 9 ngàn cho Hồng Thị Hằng. Tất cả số 10 và 9 ngàn luôn ạ. Kim em mã khoác veo nha. 55, 56 cái này ok dùm em luôn. Đây cái quần này nè. Cái quần sáng này nè mấy chị. Lên mã khoác veo 89 ngàn cho em ạ. Đây quần sáng dùm em ha. Chốt em mã quần sáng dùm em. 69 ngàn dùm em. Khoác veo 89 ngàn cho Lê Bích. Cái quần sáng này được, được vừa rồi em bán. Khoác veo 89 ngàn cho chị ạ. Tân Tân. Quần sáng dùm em. Khoác veo 89 ngàn cho Dung Nguyễn. 69 ngàn dùm em. Chốt em mã sáng. Lên mở quần xám với veo em còn bà coi nhờ lấy cho mình với em ạ. À. Lên mở quần xám cho 9 ngàn với em cái gì ạ? Rồi cái gì em mở quần xám giùm em. Quần xám cho mấy triệu nha. 69 ngàn giùm em. Hình như bóc cái gì nó cũng mưa ra hết trơn. Mấy chị nó đẹp quá luôn á. Quần xám đẹp lắm nha. Nè tự nhiên móc tới cái gì cũng hương lai hết trơn mấy chị ơi, khổ ghê luôn á. Quần xám sao 5 cái cho mấy em ơi. Caro giùm em 79 ngàn có xỉ nè. Size 52 cái đổ lạnh em ok nè. Tự nhiên móc tới cái gì cũng hương lai mấy chị ơi, đẹp quá luôn nè. Trời ơi quần caro giùm em nha. Caro giùm em nè 79 ngàn giùm em. Quần xám 69 ngàn cho Chi Trần. Cái liềm em mã caro giùm em. Quần xám 69 ngàn cho Trần Thảo. Ui mấy cái quần này xịn quá. Quần xám đó bà nè. Quần xám 69 ngàn cho Anna Trương. Rồi cái liềm em mã caro giùm em. Caro giùm cho Hải nha. Quần caro giùm em 79 ngàn. Giờ lấy quần xám nữa, lên mã quần xám với em mấy chị hả? Này nãy giờ cứ bị hài mà chưa like được con nào cho mấy chị nè. Rồi chờ lấy cho em mã quần caro giùm. Caro 79 ngàn hai con cho Mai Mai. Nè, hàng cao bao luôn nha, không phải là hàng của mình nha. Đây, phía sau của nó nè, phía trước của nó nè, biết nắp chưa? Áo đen giùm em, 79 ngàn giùm cho Hải. Caro 79 ngàn cho Ngọc Linh Dương. Caro 79 ngàn cho Dung Đặng. Áo đen giùm em, 79 ngàn có sỉ giùm em ha. Quần xám thứ gì cần bảo có rồi ạ. Caro 79 ngàn cho Thục Châu. Em nói mấy chị mua mấy cái áo này mang đi mấy chị nha. Hàng cao bao mà có mấy chục ngàn thôi. Nó siêu rẻ luôn á. Về mấy chị bán á kìa, mình bán rẻ nhưng mà khách nhận về cảm nhận được cái áo của nó cũng đẹp nữa mấy chị. Nha mấy chị luôn nha. Áo nó đẹp. 79 ngàn. Lên mà áo đen 79 ngàn với em đó mấy chị ơi. Kim em mà áo đen giùm em 79 ngàn giùm con. Áo đen 79 ngàn cho Mai Mai 3 cái. Áo đen 79 ngàn cho Lê Rốt. Rồi cái này chốt liền em mã cổ. Cổ lên rồi mấy chị nè. Cổ lọ giùm em. Áo đen 79 ngàn cho Chi Trần. 69 ngàn chốt em mã cổ lọ giùm em. 69 ngàn giùm cho em. Áo 79 em tổng cộng 5 cái nhé. Kìa Mai Mai thêm 2 cái nha. Dạ có đầm á, đợi em một chút xíu ha. Ủa Lê Rốt có chưa? Có chân quá dài luôn, đợi mấy chị nhiều hàng lắm. Em like từ đây tới khuya cho mấy chị ha, nhiều lắm. Tại vì em còn chưa like xong nữa, em like tới 3 ngày mới hết nha. 3 ngày mới hết hàng. Áo đen 79 ngàn cho Vi Nguyễn. Tại vì rất là nhiều hàng nha. Áo đen 79 ngàn cho Bella Ngọc Nguyên. Của lọ dùm em 69 ngàn, áo của lọ này VIP siêu VIP luôn đó. Của lọ áo đen 79 ngàn cho Thảo My. 69 ngàn rồi nè. Hết mẫu đen ạ.
em lai tới mấy ngày mới còn mới được nhiều lắm. Của lọ 69.000 lên giúp em đi ạ. À. Kim em mở của lọ đi. Của lọ 69.000 cho em ơi, hai con. Rồi con này có duy nhất một con nè. Giờ lấy cho em mã duy nhất giùm em. 79.000 có sỉ giùm em. Con này em có một con duy nhất nha mấy chị nha. Duy nhất một con giùm cho Hải luôn. Con này mặt đẹp, vai đẹp nè. Đóng màu vô nha, mặt nó xinh quái nhất mắt luôn. Ủa lộn sao chứ ngày thuộc châu. Con em mã duy nhất giùm cho Hải nè. Ủa lộn sao chứ ngày Thanh Thảo. Chị mấy chị mấy cái hàng cái nào kia. Cái hàng xếp màu đẹp. Ủa lộn sao chứ ngày Thảo ơi. Giờ lấy cổ lọ lên, mã cổ lọ 69.000 với em đi ạ. Rồi em biết cái này là gì mấy chị nè. Chữ nó dễ thương lắm. Kiểu giống như là một cái đầm mà foam babido nha mấy chị. Một cái đầm mà kiểu giống như mấy bạn hay may mà kiểu foam, foam đuôi. Thấy mấy chị nè, tay là tay bồng như thế này nè. 79.000 duy nhất chút cho mai mời. 79.000 chốt liền em mã hoa dùm em, bầu bí không bầu bí, kiểu giống như mấy bạn trẻ hay may mà kiểu như viên tịch để may với mấy đôi dài mà dày à, dày cổ á mấy chị, rất là xinh luôn ha. Đây này mấy chị này, coi chào lấy thì chốt liền em mã đầm hoa dùm em. 79.000 tay siêu phòng cho Hải nha, tay bồng này mấy chị này, bồng cho Hải nha mấy chị nha, form của nó nè. À mấy chị, nó không đơn giản như vậy đâu mấy chị, nó có cái dây rút ở bên này. À, nó xinh chưa? Xinh nè. Xinh lắm nha, không phải như vậy đâu. Xinh lắm, xinh lắm. Xinh lắm, xinh lắm nha nhiên. Này, cưng lắm luôn đó. Nó có cái dây rút vô mấy chị ơi. Ưng mặt rút tới đâu thì rút nha. Hơi bị viên tiệt luôn đó. Đây nè, rút vô nha mấy chị nha. Chị nào mà muốn mặc tới đâu thì rút vô tới đó dùm em. Lâm hoa 79 nha Mai Mai. Rất là xinh luôn, xinh lắm luôn. Hàng tao bao nha mấy chị. Lâm hoa 79 nha Nguyễn Xuân Hiền. Trời em bán 79.000. Ngộ giá mẹ nó rồi. Thôi chốt đi dùm em ở đầm hoa gì nha. Chị tính keo gì cho nó dịu. Cái đầm này được không? Rồi sắp tơ nải ở phần rồi. Bên trong nó có một cái áo ống nè. Hàng tao bao lúc nào cũng vậy hết á. Tâm ơi 79.000 cho Lê Rốt. Sang em mồi nha. Cái này là hàng tao bao luôn đó mấy chị. Không phải là hàng tâm của mình. Tâm ơi 79.000 cho Đỗ Mỹ Lệ. Đây nè. Tâm ơi 79.000 cho Ai Vi Nguyễn. 109.000. Hàng tao bao tâm nó 79.000 tiết Lê Nẵng. Nó lên phôn chuẩn lắm nha mấy chịu nha. Sang em mồi dùm. Tâm ơi 79.000 cho Bùi Xuân Diệu. Kèm một con áo ống này cho mấy chị nè. Một con áo lệch vai như thế này cho em. Em ơi 79.000 khách mới. Hoàng bên không có khó kéo nè. Hoàng Bình gì nè. Khách mới mà em số điện thoại lên với em đi mấy chị ơi. Em ơi 79.000 em Bích Sang. Rồi cái này ghi mấy. Ai Vi Nguyễn có rồi á. 109.000 dùm em. Có sĩ dùng cho hả nha. Sector. Em ơi 79.000 cho Tuyết Bạch. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 cho em ạ. Rồi ghi liền em mã set dùm em. 109.000 có sĩ dùng cho em. Cái này em có phần chưa mấy chị hả. Em 79.000 với Hoàng Bình. Rồi kim em mà xếp tơ dùm em 109.000. Siêu đẹp luôn ý. Trời ơi, rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi kia liền em mã nha mấy triệu nha. Kim em mã sắc cam. Sắc cam này là yếm vùng 109.000. Nè cái này bán. Xếp tơ 109 cho Lê Rốt. Xếp tơ này xíu open size nha. Mấy bà không lấy cái set cam này là giận thiệt luôn á. Nè. Mấy chị thấy cái hàng tao bao nó mai cái tay dễ ghét không? Cái tay mình thật luôn ấy. Rồi cái này ghi liền em mã cam giùm em nè. Set cam giùm em nha. Dâm á, yếm dâm á, 109.000 giùm em. Cái tơ đó đẹp lắm luôn á trời. Rồi cái này ghi liền em mã yếm cam giùm em.
Nó ca 109 cho chị ạ. Ngọc Phạm. Ca 109 cho Nam không? Không biết nói sao luôn, sao sai đẹp vậy. Bán 109 nghìn đó chị. Sao chị em mở cam giùm em ha, 109 nghìn. Thích cơ cho Thảo Nguyên. Rồi cái này ghi em mở khoác giùm em nè. 89 ngàn giùm em. Chúc em mở khoác 89 ngàn giùm cho. Cái cam đó đẹp lắm mấy chị, các anh bán à, mẹ giá luôn. Số cam 109 cho Phạm Diệu Quỳnh Châu. Số cam 109 cho Lê Rốt. Số cam 109 cho Mai Mai. Châu cha trời ơi, con mà Mai Mai vô ghi. Dì Hải ơi bán rẻ cho. Số cam 109 cho Thảo My. Dễ thương ghê. Rồi cái liền em mở khoát giùm em. Giùm em mở khoát nha, 89 ngàn giùm em. Số ca 109 cho Hải Đăng Nguyễn. Giùm em mở. Số ca 109 cho Thục Châu. Nè, thôi ngày mai sinh nhật ba mặc cái này. Khoác lên cho em 89 ngàn chứ Hậu Ngân. Dĩ, xin chưa. Dĩ thương hàng. Xây mờ nè mấy chị, 109 ngàn nè. Hồng Kho em lấy set này không Hồng Kho? Lấy set này nè Hồng Kho dễ thương lắm luôn á, chữ học luôn á. Con này nè mấy chị lên tao bao sọt ra đi. Giá thì nhất cũng phải là 3 tích á. 3 tích nha. 109 ngàn thích sọt. Số ca 109 này là Nguyễn có rồi ạ. Trời nó dễ thương gì đâu luôn, nó có quần bên trong hết cho mình rồi. Có quần bên trong nha mấy chị nha. Hàng này nó kỹ lắm luôn á, thật sự luôn. Kim em mã set giùm em 109 ngàn. Trời ơi, cái set này là Hồng Khoa lấy đi nha. Siêu phẩm luôn nó. Set 109 set cho Mai Mai. Em không biết là cái gì hết nhưng mà em thấy nó là xịn sò rồi đó mấy chị. Mấy chị chuẩn bị bấm đi. Có gì này đã về. Nói đi. Đây là thâu hẳn. Thâu bếp. Trời ơi, nó ghét luôn à. Nó ghét luôn à. Xin chưa. Trời ơi, em nói chị nào đi làm công sở hết tiền. Thế màu lại chính cho Hậu Nguyễn. Đẹp chưa mấy chị, xinh lắm. Thế màu lại chính cho Lê Rốt. 99 ngàn cho em mã vé. Thế màu lại chính cho Thảo My. Vé giùm em ha, 99 ngàn là đẹp lắm. Số 109 cho chị Dung Đặng. Thật luôn á, mấy chị cầm không biết hàng gì á, nhưng mà nó rất là xịn luôn. Vé giùm em nha. Số ca 109 cho Duyên Sen. Kim em mã vé giùm em, 99 ngàn giùm em. Xịn nè. Xịn sò lắm luôn. Số ca 109 cho Xuân Mỹ Màu. Sao cái liền em đang mặc cái này em có mặc vest chưa được đâu mấy chị. Tại em ví dụ em bình thường em mặc cái sáng và tại vì vest này em hay thử đó. Em thích lắm. Mà em mặc cái này chưa ngủ vậy, chứ. Không, sẽ không bao giờ hợp được. Thảo My có rồi à. Bác lúc nãy 89 cho Giang. Giang Giang. Vì rồi tôi có. Vest 89 cho mình. Chất cam nhiên sen có rồi nha. Vé 99 cho Hoàng Đăng lên. Tôi mở vé 99 ngàn cho em đi ạ. Xịn lắm mấy chị, lấy đi, nó nặng mà nó đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ạ. Vé 99 hay vé cho Sakura Nguyễn. Xịn lắm. Rồi cái này chốt nhanh giùm em ha. Thích chị này nó ok mê mê. Rồi áo xô giùm em 69 ngàn giùm em. Vé 99 cho Lê Rốt hai con. Rồi cái này ghi em mã xô 69 ngàn. Áo xô này giống con áo vàng á mấy chị nha. Vé 99 cho chị Andra Mẫn Mẫn. Rồi cái này ghi em mã xô. Vé 99 cho Hoàng Mai.
xô cho Hải nha, 69.000 giùm em. Áo xô này đẹp lắm mấy chị. Với chứ chính chị tiêu tiêu. Lúc nào cái vải xô của nó mình mặc lên nó cũng mát. Hết mặt hết rồi. Nó rất là sướt nha, nó êm da nữa. Rồi chờ lấy xô chốt xô 69.000 giùm em. Xô giùm cho Hải nha, 69.000 giùm em. Là những cái quần màu đen mấy chị mong đợi nhất luôn. Được. Nha, màu đen giùm em. Thích mặc xung cũng được, thích mặc thuốc cũng được, tùy theo mấy chị ha. Nói chung là mình ưng mặc kiểu gì mình mang luôn. Đây, quần đen giùm em, 79.000 giùm em. Chúc em mở quần đen. Xô sao giống như tăng tăng. Quần đen giùm em ha. 55-56 cái rồi men, ok luôn cái quần này luôn. Đẹp lắm, giúp em mở quần này nè. Quần đen 69 ngàn. Xô xuống 2 cái cho mời mời. Kim em mở quần đen 79 ngàn có sĩ dùm em. Quần đen 79 ngàn ha, có em mở quần đen. Xô xuống cho mời rốt. Xô xuống cho độ mỹ lệ. Mời mời, hai con. Xô xuống cho Lê Phượng. Kim em mã quần đen 79.000. Em có hai con áo vest màu đen y như con lúc nãy luôn mà màu đen kìa. Lấy vest đen, chốt vest đen giùm em. 99.000 giùm em. Xô xuống cho Thùy Trinh, cố gắng cầu đủ đơn trên 100.000 để thứ năm em đi đơn luôn ạ. Đơn này tới thứ năm Hải mới gọi chốt đơn nha. Và thứ năm bên em mới đi đơn nha mấy chị khách quen nha. Tại vì là nhà em gom cho mấy chị từ quá hôm thứ 7 tới giờ luôn, nên mấy chị cố gắng nhớ mã mình cầu. Quần đen 79.000 cho Thùy Trang 845. Còn cái này ghi liền em mà áo vest y như con áo vest lúc nãy luôn nhưng mà màu đen. Em có hai con 99.000. Quần đen 79 cho Nguyễn Chi. Còn em để em lên cho mình một cái áo này. Cái áo này lúc nãy em có hóa ra một cái em để ra. Quần đen 79.000 cho Tuyết Bạch. Quần đen 79.000 cho Hồng Anh. Đây là cái áo này lúc nãy mình có để một cái là mình để đâu rồi. Đây mấy chị nè, cái áo này đẹp lắm. Quần đen 79.000 cho Ngân thì Mỹ Lê. Đây mấy chị 79.000 chốt em mã trắng xô 79.000. Trắng xô 79.000 tay bồng nè. Quần đen 79.000 cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Tay bồng nha. Tay bồng giùm em, ghi em mã trắng xô 79.000 có sĩ giùm em nè. Quần đen 79.000 cho Thảo Nguyên. Trắng xô dùm cho Hải, con trắng xô này siêu đẹp luôn ấy. Con này lúc nãy nó bóc một cái để lại ra rồi. Quần đen 79.000 cho Phạm Thị Như Quỳnh. Trắng xô dùm em 79.000 có sĩ dùm cho Hải nè. Lên mã trắng xô 79.000 giùm em ạ. Trắng xô 79.000 dùm cho Hải nha. Vết đen cho chị Mai, vết đen cho Hiền Đặng. Trắng xô này 79.000 mấy chị ạ. Con kia mấy chị ơi. Rồi em có cho mình được mấy con 79.000. Ghi liền em mã đầm trắng 79.000 size M dùm. Đầm trắng nha 79.000. Thấy cái đầm trắng này xinh lắm mấy chị. Trời ơi con kia. Đầm trắng 79.000 dùm em. Size M cho Hải nha. Ôi hàng tao bao trắng 79 cho mày mời hai con. Hai lớp nè, vải xô nè. Đầm trắng giùm em, chứ em mã đầm trắng ra khỏi nhầm. Trắng 79.000 cho Thủy Hằng Dương. Cái cục này cũng còn hay chưa. Trắng xô 79.000 cho Thảo My hai con. Đầm trắng giùm em, đầm trắng này đẹp lắm. Thảo My mọi người hai con. Trắng xô 79.000 cho Loan Huỳnh. Trắng xô 79.000 cho Lê Rốt. Xô 79 cho Chu Ngon. Cục phía sau em đó. Cục gì? Trắng xô 79 hết rồi, bây giờ lên mở đầm trắng 79.000 với em đi ạ. Kim em mở đầm trắng thì em bỏ cái này. Rồi áo. Lên mở đầm trắng cho khỏi bị nhầm mẫu đi mấy chị ơi.
Trắng xô em hết rồi, đầm trắng hai cái cho mày mời. Rồi cái này đi liền em mã áo phong sọc 69 ngàn dùm em, chốt em mã phong sọc. Phong sọc này bán bao nhiêu cũng không đủ hết trơn á mấy chị. Tại vì phong sọc này em bán đợt trước em có về màu. Không mới mà cái làm số thỏ lên với em bây giờ chị nào lấy 139 là mở 139 là màu gì ta? Màu xanh, màu đỏ hả? Đợt trước em về như màu đỏ hay sao á mấy chị. Mà đẹp lắm, em bán cũng còn cái đầm nào. Đầm trắng 39 ngàn cho Hoài Nhi. Rồi cái này ghi em mã sọc này mấy chị. Sọc này là sọc cam dùm em ha. 69 ngàn có sỉ dùm em. Đợt trước em về cao hơn luôn. Rồi chèo lấy chốt em mã áo sọc dùm em. Áo sọc dùm em ha. Kim em mã sọc dùm em. 69 ngàn dùm em. Sọc này em bán được lắm luôn á, em thật luôn á. Không biết vì sao không sọc bán nó chạy luôn á. Ừ. Đợt trước là em về đúng rồi đó. Em về một sọc đỏ mấy chị. Trắng cho sọc sẵn cho mày mày hai cái. Quần này ốp hình luôn rồi nha. Quần dùm em 79 ngàn. Sọc sẵn cho Thảo My. Rồi cái này ghi em mã quần size 52-53kg mang ok. Chứ em mã quần dùm em. Quần này nứt nách á. 79 ngàn cái quần này. Trời ơi. Đầm trắng 79 cho Cali tròn. Quần này nứt nách lắm luôn nha. Mặc đồ với lại phối này kia là thôi luôn á. Quần dùm em, chốt em mã quần trắng 79 ngàn dùm em. 4 con nè, được 4 con ha. Sọc xinh Thảo My có rồi à, sọc xinh cho Nguyễn Chi. Sọc xinh cho Giang Giang. Sọc xinh cho Anna Trương. Kim em mã quần dùm em. Rồi con này em có sọc... 4 là con duy nhất. Giờ nó sọc xuyến là mà sọc xuyến như vậy luôn á chị ạ. Quần bao nhiêu anh rồi? 79. Quần 79. Duy nhất một quần con. Quần 79 cho Lê Rốt. Duy nhất một con áo hoa viên tịch. Một con duy nhất luôn nha. 79 ngàn chốt em mã hoa viên tịch 79 ngàn có sỉ dùm em. Nè mấy chị, nhìn cái quen nút. Cái gì thấy cái nút không? Quần 79 cho Ba Lan Ngọc Nguyên. Áo 52-53kg mang ok dùm em. Mấy chị nhìn cái nút của nó. Một con à. Hoa dùm em. Quần 79 cho Phan Trương. Ghi dùm em mở hoa nha. Hoa hoa hoa. Quần 79 cho Tân Tân. Quần 79 cho Cali Trần. Hết mở quần ạ. Hoa sao chứ nè. Hoa sao chứ độ mỹ lệ. Và con này sơ mi dùm em. Sơ mi viên tịch. Con này có một con mấy chị ạ. Và cái này ghi liền em mở sơ mi xô. Sơ mi xô dùm em ha. Đem con phải hai con nè. Sơ mi xô dùm em. Khác rồi mấy chị. Sơ mi xô 79 ngàn có con. Sơ mi xô viên tịch nè mấy chị. Duy nhất dùm à, cái này sơ mi xô đúng không? Sơ mi xô dùm em nè. Một con nè. Sơ mi xô 79 ngàn cho Lê Rốt. Vậy Lê Rốt lấy luôn con này không? Em cho chị con này luôn nè. Lấy bấm ok nhanh nha. Đây nè. Đây nè chị, lấy bấm em ha. 89 ngàn nè, một con luôn. Chốt em mã váy 89 ngàn. Có một con duy nhất, em ơi giúp cho chị cục nhiều. Cái cục đen, đó là gì? Ok, Lê Rốt 89 ngàn nha. Rồi. Thôi xong rồi mấy chị ơi. Áo này chùm ghiền luôn. Y như gu của Hải luôn nè. Ôi thích lắm. Lên màu nha. Xanh vỏ đậu à, xanh dương và hồng. Đó chốt đi mấy chị. 79 ngàn có sỉ giùm em. Bớ lại ngồi cái áo này đẹp lắm luôn ấy. Đẹp lắm luôn nha. Cho em màu hả chứ mấy chị. Cho em may 3 màu hè. Màu reo, màu hồng. Màu hồng, màu xanh dương. Chốt vậy đi cho nhanh ha. Cái màu xanh dương. Tao ghi liền em luôn. Trời ơi, cái áo này không chốt là sai lầm lớn luôn đó. Em nói thật luôn á. Bao nhiêu vậy? 79 ngàn có sỉ. Rồi cái này ghi nhanh dùm em nè mấy chị. Ôi ôi, áo này chốt nhanh đi mấy chị ơi. Áo này không lấy là sai lầm luôn đó nha.
À, mua màu hai chứ chị mời mời. Ê, màu này đẹp nè. Bên chỉ còn màu xanh thôi mấy chị nha. Màu này đẹp nè mấy chị. Màu này đẹp lắm luôn đó. Thấy thì chốt gì nè. Mỗi mà bên em chỉ còn màu xanh dương thôi ạ. Chị nào lấy xanh dương là mã xanh dương với em đó mấy chị ơi. Hết rêu hết hồng rồi. Và ghi liền em mã quần caro. Và quần caro giùm em. Và ghi liền em mã caro giùm em. Có dùng nguyên trần màu xanh dương gì hả? Caro 79 ngàn giùm em. Chúc em mã caro 79. Xanh dương mà chính cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Quần caro giùm hết rồi chị, lấy rớt rồi chứ còn xanh dương. Giờ lấy xanh dương lên mà xanh dương với em à. Xanh dương hai con cho Thảo My. Xanh này đẹp mà ta. Hết rồi xanh dương luôn ạ. Quần caro giùm em 79 ngàn. F1 hay ok luôn nha. 79 ngàn có sỉ nha. Quần caro giùm em. Quần caro này xịn lắm. Sắc của nó phê lắm. Nhiều lúc em bán cái hàng này nè mấy chị. Mà nó còn rẻ hơn cả hàng. Mà hàng của mình lương luôn á. Kém thật. Quần caro bao nhiêu? Bù lại mình mua được mấy cái quần mà chắc của nó mềm mà sướng á. 79 ngàn. Vải nó mềm mà đã lắm mấy chị. Nha mấy chị nha. Quần caro 79 ngàn lên cho em chứ ba lan hồng nguyên một con. Caro 79 ngàn cho Phương Trần hai con. Ôi. Caro 79 ngàn lên cho em ạ. Quần caro 79 ngàn, Bê Lan Hồng Nguyên có rồi hả? Ôi trời ơi, cái sơ mi nó đẹp. Caro 79 ngàn. Giờ lấy cái liền mở quần caro 79 lên giúp em đi ạ. Rồi cái này ghi liền em mặc áo sơ mi dùm em. 55kg đổ lại em ok. Sơ mi dùm em. Đổ lại con sơ mi này vải gì á mấy chị ơi. Vải xôn. Caro 79 ngàn cho Nguyễn Thanh Hoàng Diễm. Đã lắm mấy chị ơi. Vải xô mềm mà sướng lắm. Sơ mi dùm em 79 ngàn dùm em nè. Ghim em mã sơ mi dùm em ha, 79 ngàn dùm cho em. Có mấy con sơ mi sắp nhé. Lớp mã sơ mi 79 ngàn lên với em đi ạ. Ghim em mã sơ mi dùm em ha, 79 ngàn dùm cho em. Sơ mi đó đẹp lắm. Đẹp thật luôn á, cái chất sơ mi về mấy cái gì mà bình thường mình đi mai nó cũng không có được cái vải như vậy luôn á. Cái vải này nó mềm mà nó xô sao á mấy chị. Sơ mi 79 ngàn cho mây mây hai con. Hết rồi Tiểu Vi Dương ơi. Rồi cái này ghi liền em mã nè mấy chị, 99 ngàn giùm em nè. Con này mà chị biết nói là quá rẻ. Chị biết dùng một từ. Sơ mi 79 ngàn lên rốt hai con. Mấy chị, em ôm rẻ thì em bán rẻ cho mình á. Sơ mi 79 ngàn làm gì Quỳnh Châu. Không biết nói sao cái lưng xanh này luôn. Caro 69 ngàn cho gì ạ? Quần caro là 79. Quần caro 79 ngàn cho Phạm Hồi Diễm. Sơ mi 69 cho chị Bảy Lan Ngọc Nguyên. Sơ mi sơ chín cho chị Phạm Diệu Quỳnh Châu có rồi á. Cái đó có hai con rồi. Sơ mi 79 cho Hiền Cam. Cho Hải Sinh một nút tương tái được không mấy chị ơi? Cho Hải Sinh một nút like tương tái được không? Cho Hải Sinh một nút like tương tái nha. Chân vái nhức nách chưa? 79 ngàn. Chúc em mã chân vái dùm em 79 ngàn. SML thì em ok nha. Lên xanh chín chín cho Thục Châu. Cho Hải Sinh một nút like tương tác mấy chị ơi. Vừa xem vừa chấm tương tác vừa ra để biết dùm cho em ha. Rồi chân vái dùm em nè, 79 ngàn có sỉ dùm em. Lên xanh cho Nấm Phạm. Chân vái dùm em. Lên xanh cho Mỹ Hằng. Màu đẹp lắm nha. Màu, lên xanh chứ ngâm không? Cái màu của nó kiểu giống như là màu sao á mấy chị ơi. Màu xanh mà nhạt nhạt sao á. Lên xanh chứ Hồng Hoa. Con này mặc cái là áo len này kia đẹp lắm. Mặc cái áo len này kia mấy chị. Hết mở lên xanh chứ ạ. Còn kim em mở chân vái dùm em 79 ngàn dùm em.
Kim em mã chân váy giùm em ha, 79.000. Chân váy 79 cho Trúc nha. Nè, nè mấy mấy lấy nè, lúc nãy em không được cái màu kia thì lấy màu này nè. Size này cho mấy chị 50kg đổi lại á. Chiều lấy thì chốt em mã quần nè. Quần nha. Chân váy 79 cho Thảo My. Cái quần này đẹp nè, chào lấy quần chốt quần giùm em, 79.000 giùm em. Cái mã chị lấy màu gì bên đường nữa. Này lúc nãy em có lấy như màu xanh nè. Màu xanh hay màu gì á, mà bây giờ màu đen nè. Màu đen nha. Chú ơi, bệnh với hai cái cho sao cô ra nguyên. Quần dùng cho em nè. 79.000 dùm em, quần này đẹp lắm. Quần chú ơi, bệnh với cho Hoài Nhi. Chú ơi, bệnh với Hiếu Trương. Sao cái liềm em mẫu quần dùm em. Sao đôi 79 còn không, anh Vương còn nó gian gian. Quần 79 cho chị Thục Châu. Rồi hãy mặc như vậy, bữa hãy mặc hết rồi. Lên mẫu quần 79 ngàn với em dạ. Con trắng này cũng còn nè, giờ lấy trắng chút trắng. Quần 79 cho Kali tròn. Mấy chị ơi, con trắng này còn nè, 79 ngàn nè. Chị thích mấy con trắng này. Quần 79 cho Tân Tân. Nó dễ dễ lắm mấy chị. Quần 79 cho Mai Mai 3 cái. Rồi chị lấy cho em mặc áo. Áo giùm em chắc đã lắm mấy chị nha. 79.000 giùm em. Quần 79 cho Hoàng Bình. Kim em mặc áo trắng. Quần 79 cho Thảo My. Áo trắng giùm em 79.000 giùm em. Quần 79 cho chị Tiểu Phụng. Kim em mặc trắng 79.000 giùm cho ai. Đầm trắng tay còn ốc ảnh. Quần 79 cho Bảy Tòn, hết mẫu quần 79 ạ. Em like dần tới nha, nếu mà không thì ngày mai em cũng like á mấy chị. Trắng 79 cho Mỹ Hằng. Kim em mặc áo trắng giùm em, 79.000, áo trắng này xịn sò lắm mấy chị ơi. Nhìn chắc của nó biết rồi. Áo trắng siêu biết luôn đó mấy chị. Được nghe, được nghe, được nghe. Kim em mặc áo trắng 79. Caro mà 79 cho Giang Giang. Ok dâu, chân váy. Sai em bò. Áo 79 cho Mai Mai. Caro, chân váy Caro 79.000, có 69.000. Kim em mặc chân váy Caro giùm em. Áo trắng 79 cho Thảo My. Rồi cái liềm em mặc chân váy Caro giùm em. Hồi sáng mai em like 10:30 em like hàng mới này luôn á, nên là mấy chị tâm xem like nha. Trắng 79 cho Hành Nguyên. Em về 40 mấy triệu, 40 mấy bao á, nên là em like hết luôn cho mình luôn á. Chân quái 69.000 giùm em, em mời giùm em. Chân quái Taro 69.000 ha, em bán cho mấy chị 69.000 nha. Chân quái Taro 69.000 lên giúp em ạ. Đây 69 thôi mấy chị ạ. Chú bé con 69 ngàn cho đồ mới lệ cho đúng mà chứ em đi ạ. Này cái con này giống con vàng màu lai em lai nè. Rồi chờ lấy cho em mã tím giùm em nè. 89.000 nè, có con tay bồng nè. Tím 89.000. Chú bé con 69.000 cho Cali tròn. Rồi cái này là tím nha, 89.000. Em có đúng một con duy nhất luôn á. Hồi nãy em có lai một con màu vàng đầu lai nè. Một con màu vàng đầu lai á. Đây là con tím nha, chờ lấy tím gấp tím giùm em. Chú mấy caro 69.000 cho Mai Mai. Tôi xem và chia sẻ like tôi đáo lên với em. Mấy chị tím 99.000 chứ Hồng Phong 89.000 chứ 89.000. Rồi cái này ghi liền 89.000 chứ Hồng Hoa. Áo tơ giùm em nè 69.000. Em có đúng cho mấy chị được 3 con. 3 con ha. Chốt liền em mà áo tơ giùm em nè. Áo tơ cho Hải nha 69.000 giùm em. Chốt em mà áo tơ. Áo tơ, áo tơ nha. Tơ hàng tao bao, nhìn cái vải của nó sướng gì đâu luôn á. Con này đóng thùng nha mấy chị nha. Sau mặt này kia nữa nè. Tay bồng, áo tơ giùm em, 69.000 giùm em. Lấy mà áo tơ 69 giùm em hết mà tím rồi mấy chị ơi. Áo tơ xứng cho Đông Huỳnh.
Kim em mã outer giùm em. Ui, wow. Mấy chị tơ xuống cho kali tròn. Đẹp chưa? 89.000 chứ em mẫu quần 89.000 giùm em nè. Size này mấy chị mặc SM. Tơ xuống cho mày mời. Mấy chị ơi, SM ok nha, chứ em mẫu quần giùm em 89.000 có thể giùm em nè. Quần trắng này đẹp lắm. Để to có mấy con nè. Tơ xuống cho Trần Dung. Tơ xuống cho Hạnh Nguyên. Đúng rồi, này nó có 4 con, có 3 con nè. Quần giùm em 89.000 giùm em có 3 con. 3 con là mấy chị ơi. Quần 89.000 2 con. Rồi kim em mở quần giùm em. Ông tơ xin cho Hoàng Mến. Rồi cái này khoét lên giùm em nha, bán vui cho mấy chị luôn ha. Nè, cứ giùm em mà khoét lên giùm em, nghe giá này mấy chị 89.000 giùm em. Quần 89 cho Phương Tròn. Khoét lên có nón giùm em ha, 89.000, có đúng được 10 con duy nhất luôn. Khoét lên giùm em 89.000. Được 10 con. Kim em mà khoét lên 89.000 giùm em. Khoét lên giùm cho ảnh ha, 89.000 giùm cho ảnh. Đúng 10 con luôn. Quát sinh 89 cho Phương Tròn. Nè, set này em có phần chị nào nó hại tôi để cho chị đi năn nỉ luôn á. Mà chưa đọc tin nhắn luôn á. Nguyên set này 109.000. Quát sinh 2 cái cho Thảo My. Set này viên tịch lắm luôn nha. Em đảm bảo mấy chị em đăng hình như thế nào hoàng y như vậy luôn. Mấy chị nhìn hộ em cái tay nè. Nhìn hộ hại cái tay nha mấy chị nha. Tay là tay bồng dùm em, kèm cho mấy chị nè, một con chim vái nè. Nó dễ như là nó kiểu của nó viên tẹt lắm luôn mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Con 89 cho chị à, Phương Thảo Tròn. 109.000, chốt thì em mã xét 109.000 nó ngọt luôn ấy. Mấy chị nhìn vô hộ em cái tay thôi là mấy chị biết hay của nó như thế nào. Con 89 cho Cindy Nguyễn. Nha. Rồi cái liền em mã xét dùm em 109.000 dùm em. Con 89 cho Tức Lê Hoàng. Em ơi phải cái đó không? 247. Phát sinh 89 gì chút xíu. Rồi cái liềm em mã xếp 109.000 giùm em. Phát sinh 89 gì Dung Đằng. Chán rồi mọi người. Xếp 107.000. Phát sinh 89 gì Thủy Hằng Dương. Lấy con này mấy chị nè, có con. Phát sinh 89 gì Tuyết Lê Nặng. Hết một phát riêng à. Một con duy nhất size S thôi mấy chị nè. S nhưng mà 50kg mang vừa đó. Rồi mà xếp 109 nha mấy chị. Xếp 109 cho mấy mấy 2 xếp. Duy nhất dùm em 79.000 dùm em. Cái áo này duy nhất luôn, một con duy nhất nha, 79.000 dùm em. Số 1 là 9 cho Kali Tròn. Cái này ghi em mã duy nhất giùm em 79.000 một con thôi. Số 1 là 9 cho Song Ngư. Ghi đúng mã lên mấy chị ơi cho khỏi bị nhầm nha. Số 1 là 9 cho Thúy Lê. Rồi cái này là cái dâm nha mấy chị. Cái này là cái dâm ống. Dâm này gọi là dâm ống á. Dâm ống đúng không? Số 1 là 9 cho My Huỳnh. Đây nè mấy chị, còn túi nè. Này dùm ống. Có kèm đai cho mình. Cái dùm ống này cưng lắm. Kẹp đai vô đây như thế này. Số 1 là 9 cho Lê Rốt. Số 1 là 9 cho Thảo My. Số 1 là 9 cho Phương Tròn. Rồi lấy số 1 là 9 lên mà. Số 1 là 9 cho Thiên Ngọc. Hết mà số 1 là 9 luôn ạ. Dùm ống dùm em ha. Một con à.
duy nhất, duy nhất bao nhiêu? Duy nhất 79. Duy nhất 79 với Trúc Trang. Dùm ống dùm em ha. Dùm ống em bán mua cho mấy chị luôn 79 ngàn luôn. Trời ơi, báo lên thì mấy chị thương chưa? Trời ơi. Ôi con này mà mặc mà đóng hùng lên, mặc với lại chân váy mà mấy cái chân váy lướt. Đâu rồi cái chân váy lướt nãy còn không? Nó có cái chân váy này. Dâm bậy chính như gì rồi mơi mơi. Này khó vô là thôi luôn ấy. Áo len giùm em nè, 69 ngàn giùm em. Trời ơi, thiệt luôn á mấy chị. Nè, mấy cái áo như thế này nè, bẹt vai như thế này mà mấy chị phối vô cái này nữa thôi luôn, em nói thật luôn ấy, phải gọi là nhất nách đó mấy chị ơi nha. Chọn vô lên đi. Áo len giùm em 69 ngàn giùm em. Chúc em mở len 69 ngàn giùm em nè. Len giùm cho Hải nha, 69 ngàn giùm em. Đẹp quá là đẹp luôn á. Len 69 ngàn giùm cho Hải. Chúc em mở len nha, 69 ngàn giùm em. Len hai cái cho Mai Mai. Áo len cho Lê Rốt. Kim em áo len nha. Len cho Lê Mai Huyền. Đây mấy chị ơi, cái quần này. Len cho Tân Tân. Cái quần mà giống cái quần màu xám lúc nãy á. Chờ cái quần. Áo len cho Hiền Cam. Giống quần màu xám với quần màu xanh á. Rồi cái này ghi liền em mở quần giùm em. Áo len cho Phương Trần. Quần giùm em nè, 69 ngàn giùm em. Chúc em mở quần giùm em ha. Rồi chờ lấy len, chốt lên len còn mấy cái gì. Có nha, Thiên Ngọc ơi, có nha. Rồi cái này ghi em mở quần giùm len em. Len cho Linh Nguyễn. Quần, mấy cái quần này mang VIP số luôn đó mấy chị. VIP lắm, 69 ngàn một cái quần. Trời ơi, siêu rẻ luôn đó mấy chị ơi. Hoodie vàng giùm em nè, 69 ngàn nè. Chờ lấy hoodie, chốt hoodie giùm em. Rồi cái này ghi em mã hoodie giùm em ha, 89 ngàn giùm em nè. Hoodie này có một con nè, ghi em mã hoodie. Mấy con đây, con hoodie này có một con ha, 89 ngàn nè. Chờ lấy hoodie, chốt hoodie giùm em. Rồi chân váy len giùm em nè. Chân váy len dùng cho Hải nha, 79 ngàn dùm em. Kim em ạ, à, chân váy len 79 ngàn. Hãy có cho mình được mấy con thôi, 3-4 con thôi. Chân váy len thì mấy chị biết rồi nha, ai mang cũng được hết. Nha mấy chịu nha, 60 cái nữa làm em cũng được luôn. Chân váy len dùm em, 79 ngàn dùm em. Vàng cho Thảo My. Thôi đi cho Loan Hình. Và Kim em ạ, à, chân váy len dùm em. Có một con hoodie của em đọc đi. Rồi kia lên mã chân váy len dùm em. Cảnh báo bão số 10 tăng tăng gấp kìa. Ôi. Mọi người cháu kia gì? Chân váy len. Trời ơi. Chân váy len bao nhiêu? Áo len 89 ngàn giùm em. Chúc em mặc áo. Cái này chân váy len bao nhiêu? Giữ màu luôn. Màu mỏng hả? Chân váy len bao nhiêu? 79. Chân váy len 79 ngàn cho Nga Mông. Có hai con chân váy đen nè. Áo len trong cho May May. Có được hai con chân váy màu đen nè. Chờ lấy chân váy đen, chút chân váy đen có hai con nè. Chân váy đen 79 ngàn cho Lê Rốt. Chân váy đen
Tê rốt 2 con. Trời ơi, Diễm ơi. Chú mới lên 79 ngàn nha, Hạnh Nguyên 206. Chú mới lên 79 ngàn cho chị Cao Ly Tròn. Cái này em bán với chị 109 ngàn nha. Chú mới lên 79 ngàn cho Thanh Thảo 851. Rồi cái này mà mua thì mấy hết mà chứ mới lên 79 á. Rồi cái này ghi liền em mã 109 ngàn dùm em. 109 nha, chú em mã 109 dùm em. Rồi cái này đẹp quá luôn á. Áo liền, áo đèn cho mời mời. Áo liền 69 hả? 79 hả? 79. Mấy chị đợi em cái khoác xanh này nha. Giờ em like cho mấy chị mấy rồi. Tầm khoảng được mấy hôm nữa thôi em về cho mình nhiều lắm. Rồi cái này là ghi lên Gia Linh này sao vậy? Đâu? Gia Linh có đơn không? Gia Linh ghi lê giùm em, chốt em mã ghi lê nè. Chú Quý Đen chú cho Nga Mông. Chú Quý Đen cho Nguyễn Gia Linh. Rồi ghi em mã ghi lê giùm em, 79 ngàn có sĩ giùm em. Rồi ghi em mã ghi lê giùm em, 79 ngàn có sĩ nha. Một con áo ghi lê mà có 79 ngàn thì này là khoác xanh nè. Ừ. Khoác xanh gì? 109. Khoác xanh 109 cho Hồng Khoa. Mấy chị ghi lê giùm em á, em nói thật luôn á, em bán một con ghi lê mà 79 ngàn. Bốn con này mấy chị. Kim em mã ghi lê nha. Em dịch cho chị có cục quần tinh dưới vô. Giờ lấy cái liền mã ghi lê 79 ngàn cho em ạ. Rồi chân quái xây mồ dùm em. Ghi lê 79 ngàn cho giọt sơn. Rồi chân quái 69 ngàn dùm em. Xây em mồ dùm em. 69 ngàn cho em mã chân quái dùm em. Một mã luôn á. Rồi ghi em mã chân vái giùm em, 69 ngàn có sĩ giùm cho em. Còn đó rồi. Ghi lê 79 ngàn cho Thiên Ngọc. Rồi ghi em mã chân vái giùm em, 69 ngàn giùm em nha. Chân vái caro, 69 ngàn giùm cho ai. Chốt em mã chân vái caro giùm em. Rồi em xíu nha, em còn nhiều hàng lắm. Em nói thật luôn á, em ra tới đây không hết đó mấy chị. Em làm ra bao nhiêu mẹ chắc là ra. Ghi lê 79 ngàn cho Thấm Tròn. Nhiều hàng lắm luôn. Ghi lê 79 ngàn cho Phạm Diệu Quỳnh Châu. Em mã chân quái giùm em. Ghi lê 79 ngàn cho Hiền Đặng. Ghi lê 79 ngàn cho Khôi Nguyên. Rồi chờ lấy thì chốt giùm em nha mấy triệu nha. Ghi lê 79 em hết rồi, lên mã chân quái 69 ngàn cho em đi ạ. Ghi lê giùm em ha, 69 ngàn giùm sao. Ghi lê hết mấy chị ơi. Ghi em mã chân quái nha mấy chị ơi nha. Ghi lê hết trơn rồi mấy chị ơi. Rồi em lên cho mình quần dán bôi giùm em. Quần nha. Size S, size M, size L 89 ngàn một cái quần bán tặng luôn ha. Ghi dùm em mã quần rinh dùm em kèm size S, M, L dùm em ha. 89 ngàn lên size cho hỏi nha. Chốt em mã quần dùm em. Chị Giang Giang ơi không có chị ơi. Có nhưng mà đợi em mấy hôm nữa em mới về lại nha. Cái áo đó em về lại cho mình á. Đợi em vài hôm nữa thôi. Nha mấy chịu nha. À, hàng mà áo khoác. Áo khoác bên trong có lốt lông á mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã quần dùm em. Quần này quần dáng sung nhưng mà sung vừa mấy chị. Sung vừa nha mấy chịu nha. Nó không phải là sung chẳng như sung to mà là sung vừa cho mình. 89 ngàn kèm size dùm em. Size S, size M, size L dùm em. S, M, L nha mấy chịu. Nó nha. Đủ size 89 ngàn dùm chạy. Lên dùm em ha. Quần này đẹp lắm luôn ấy nha mấy chịu nha.
ghi giùm em mã quần kèm size giùm em, SML giùm chị ạ. SML nha, quần kèm size giùm em. Quần size 89 ngàn cho mình thì Tú Tú. Bữa hãy không bán đó. Chị Nga, chị Nga thích không? Bữa nào em coi thử bên kia còn không, em coi đời cho này. Rồi cái này ghi liền em mã này là mã áo phong giùm em, một con duy nhất kim size chứ không em mã kim size giùm em. Kim size nha. Đơn chị cỏ chưa đi đúng không? Chưa. Quần size L 89 ngàn cho Phạm Hương chị cỏ ơi, chị bị chị khách quen nên em dồn tới thứ năm cho chị á chị ơi. Em dồn qua cái thứ năm á chị cỏ nha. Rồi cái này ghi em mã áo. Quần size M 89 ngàn cho Song Ngư. Áo 69 ngàn em có một con thôi. Ghi em mã áo. Quần size 69 ngàn cho Mỹ Hiền. Ghi em mã áo. Ở 89 cho quần em nhập. Đây đây mấy chị ơi, đầm mấy chị hỏi em nhiều tay. Lên nha. Lên nha. Chuẩn bị nha. Trời ơi nó đẹp. Quần sẽ 89 ngàn cho Ngọc Phạm. Tưởng quần nổi. Wow mấy chị ơi, chắc để là một con mặc quá. Nhiều đây mấy chị ơi. Nghe giá nha, đợi xíu nghe giá nè, sốc luôn. Quần xa, quần mềm chỉ còn CML thôi mấy chị ạ, quần 89 mềm chỉ còn CML thôi ạ. Quần 89 ngàn CL cho Hoàng Đăng Ninh. Wow, ôi 109 ngàn. Size 55kg đổi lại mang ok dùm em. Chốt liền quần em. Quần CL 89 ngàn cho Tiêu Tiêu. Quần đó em chỉ còn một con CM là cuối cùng mấy chị hả? Trời ơi, nhìn cái tay này mới chết. Bối lại luôn á trời. Chắc xỉu quá. Rồi lên nhanh dùm em ha. Kim sa bao nhiêu? Kim sa 69 ngàn. Kim sa 69 ngàn cho Lê Rốt. Trời ơi, cái đầm này chắc ngất luôn á trời. Đẹp quá. Xét trắng này còn một set nè mấy chị. Cái này set này còn một set 109 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền em. Set này em còn một set nè. Chờ lấy không? Set này em còn một set nè. Chờ lấy thì chốt liền em. 109 ngàn. Thằng này đẹp nhờ. Set này còn một set duy nhất đó mấy chị. Còn một set duy nhất luôn. Chờ lấy thì chốt liền cho anh. Đầm trắng 109 ngàn. Đầm trắng 109 cho Mơi Mơi. Đâm trắng một lời chính cho Mai Mai hai con. Thì cung chưa. Trời ơi. Cưng nha. Chúc em mở. Mở. Đâm trắng một lời chính cho Bích Hương. Trời ơi. Dễ thương nha. Đâm trắng cho Ngọc Phạm. Set 21 giùm em, 99 ngàn giùm em nè. Rồi cái này ghi em mã set 21, 99 ngàn. Có sỉ giùm cho Hải nha. Tất cả đều có sỉ luôn. Đâm trắng một lời chính cho Lê Rốt. Đẹp quá. Set 21 giùm em. Ghi em mã set 21 giùm trời. Đâm một lời chính cho Khôi Nguyên. Set 21 99 ngàn giùm em. Set 1 là chính lúc nãy với Thảo Phạm. Giùm em mà set 24 giùm em ha. Set 24 99 ngàn giùm em ạ. Wow 99 ngàn cho em mã váy giùm em. Váy giùm em ha. Bao nhiêu ký mang cũng ok luôn. Nhưng mà 55kg quần CM lúc nãy 89 ngàn cho An Dương. 55kg nữa lại là mang đẹp ha. Chúc em mã váy lên dùm em, 99 ngàn dùm em. Có hai con. Rồi ghi liền em mã váy dùm em. Xe 21 99 ngàn cho Trúc Trang.
Số 21 cho Lê Rút. Số 21 cho Thái Thi Vân. Số 21 cho bé em Phan. Em ấy chị ơi, quá là kỳ nào không chốt được, nãy đừng vùng này giờ chốt lại. Số 21 cho chị Hiếu Trương. Hết mã số 21 à. Rồi cái này ghi liền em mã này mấy chị ơi. Vàng bao nhiêu? Ghi em mã số 10 đi mấy chị, sai em mò, mã số 199 này. Số 199 ngàn cho Mai Mai. Mấy chị ơi, nãy chị nào không chốt được số này đừng buồn nha, bây giờ chốt lại nè. Rồi ghi liền em mã này mấy chị. Mã số 10 giùm em, 99 ngàn sai mò giùm em. Cái áo của nó phía sau như thế này. Trước nè, chỉ luôn đó. Vàng 99 ngàn cho Lê Rốt. Mã số 10 giùm em, nãy chị nào không chốt kịp set này thì chốt lại cho nãy nha. Mày có được mấy set à? Mày được 5 set thôi, 5 set nha. 5 set nha mấy chị ơi. Mấy chị lấy cái áo con voi này đẹp nè. Với Lan cho Đinh Thị Phan. Mã 10 cho May May 2 set. Mã 10 lúc nãy em có like rồi á, nên là mã 10 cho Mai Mai 3. 22 set. 10 cho Mai Mai 2 set. Dễ thương nhỉ mày. Con này là mùa hè thôi luôn. Mấy chị nào mà trong tháng trâu mất kìa. Mã 10 cho 7 tòng. Mua mấy con này đẹp lắm. Mã vô giùm em, 69 ngàn. Chị nào mà mấy cái cánh mà ở trong miền Nam mà nóng kìa, mua mấy con áo phông này nè. Bình thường hay ít khi dạ, lấy cái này chắc là số 10 với em á dạ. Nha mấy chịu nha. 69 ngàn. Chốt em mở vôi 69 ngàn giùm em. Vôi giùm cho Hải nha, 69 ngàn. Áo phông Mỹ giùm em. Ghi em mở áo phông vôi giùm em. 69 ngàn áo vôi này đúng nè. Vôi 69 ngàn cho mê 3 con. Áo phông này đẹp lắm mấy chị. Nha mấy chịu nha. Áo phông thì bán quanh năm luôn á. Rồi lấy thì chốt em mở vôi giùm em. Vôi nha mấy chịu nha. Vô xin cho Thọ My 2 con. Chốt mình em mã áo vôi. Rồi em có cái chân quái mà. Vô xin cho Thái Duy. Ok Thọ Phạm á. Thái chị ơi, chân quái nè, 79 ngàn. Dân cháu 109 hết rồi ạ. Lên mã vôi 69 ngàn giúp em, bây giờ áo phông có thể cũng rồi ạ. Chân váy đẹp nè. 79 ngàn xây mồ giùm em nè. 79 giùm em, có khóa kéo bên hông giùm chả nha. Khóa kéo bên hông nha. Chân váy giùm em, xoay cho mấy chị mặc rất là ok giùm em. Rồi ghi em mã chân váy giùm em nè. 79 ngàn giùm em. Chân váy caro, chân váy đẹp lắm luôn. 4 con thôi mấy chị. Hãy được 4 con nè. 4 con nha, chờ lấy chú em mã chân váy giùm em, 79 ngàn giùm. Dạ. Ủa, hai cái ba. Chân váy 79 ngàn giùm em à. Chưa. Váy 79 cho mày mời. Wow. Ủa ôi, nó đẹp mấy chị ơi. Nè, em bán vui nha, 89 ngàn. Vâng, bây giờ Thảo My. Giờ lấy hoa tím, chốt hoa tím, giờ lấy hoa xanh, chốt hoa xanh, giờ rồi lấy hai màu, chốt hai màu giùm em. 89 ngàn. Chung 79 cho Thanh Nhi Du. Rồi ghi liền em mã hoa giùm em, 89 ngàn giùm em. Hoa giùm em nè, 89 ngàn giùm em. Hôm nay mấy chị 55 cái đũa lại mang đẹp đó mấy chị. Chung 79 cho chị Sầu Anh Lai. Hoa xanh, hoa tím giùm em. Hoa tím này ở ngồi rất là đẹp nha, nhìn cái hoa nó. Đi nha mấy chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền đi, mã hoa giùm em. Chúng em bị chín hết rồi. Hoa cho chị đây rất hay nè. Rồi quần caro này mấy chị. Hoa 89 cho Lê Rốt 2 màu. Rồi cái này ghi liền em mã quần caro. Quần caro này trên lắm nha. Quần caro này trên lắm luôn nha. Chờ lấy quần caro 89, chốt quần caro 89 ngàn giùm em. Quần caro này xay mờ nha, quần caro này trên lắm, mấy chị lấy cái quần caro này nè. Không trên, không lấy tiền mấy chị cái quần này luôn, em có đọc luôn á, nha mấy chị nha.
quần cargo giùm em, đai mà dưới đây nè mấy chị, một cái thôi, quần này giống cái quần lúc gì mình mới bán đó. Được hai cái, quần cargo được hai cái, quần cargo được hai cái, quần cargo này có hai cái, chờ lấy chút em bảo quần cargo giùm em. Cargo bao nhiêu? 89. Cargo 89 cho Tuyết Lê nặng, à cho Tuyết Lê hả? Cho Tuyết Lê mở quần cargo 89 này cho em, quần cargo 89 cho Lê Rốt. Hết rồi, mã chân váy hoa dùm em nè, 79 ngàn dùm em. Chân váy hoa dùm cho ai, 79 ngàn. Chị nào viên tịch thì lấy cái chân váy hoa này đi mấy chị. 60 kg rửa lạnh em ok dùm em. 60 kg rửa lạnh em ok ha. Giúp em mở chân váy hoa này đẹp. Nhìn đẹp lắm mấy chị. Chân váy này xinh lắm luôn ấy, có một con nè. Một con nè mấy chị. Em ơi, em mấy chị hàng cục nhiều đi. Chân váy hoa bao nhiêu? 39. Chân váy hoa 79. Chân váy hoa 79 cho Phương Thảo Tròn. Rồi duy nhất một con, chờ lấy chút mấy mã duy nhất một con giùm em. Duy nhất một con nha, 79 ngàn. Chút mấy mã duy nhất một con duy nhất nè. Rồi chân váy len nè mấy chị, màu đen nè. Chân váy len màu đen giùm em, 79 ngàn có một con nè. Chân váy len màu bò có một con nè. Đó, chờ lấy thì chút liền em. Màu nâu bò nè, với lại màu đen nè. Đó, giờ lấy thì chốt dùm cho ai nha. Ghi liền em mã chân váy kèm màu, màu đen với màu nâu, mỗi mã có một con duy nhất thôi. Mỗi mã một con nha. Chân váy đen này còn một con nữa. Chân váy đen, chân váy len dùm em. Duy nhất số gì Hương Tròn. Chú mới lên đen cho Thanh Nhi vô. Mấy chị xoay. Chú lên hai màu cho Lê Rốt. Mấy chị ơi, nguyên xếp cho Hải luôn nha. Mà vải đã lắm luôn ấy. Kèm cho mình áo nè. Mà cái áo của nó nha, bình thường mình đi mua hàng thường á, người ta lên cho mình á, thì người ta không bao giờ may được cho mấy chị một cái áo mà kiểu mà dáng nó ôm như thế này đâu mấy chị. Nó cúp vô như thế này cho mình luôn nha. Nhưng mấy chị nha, kèm cho mình một cái, nó bo tay như thế này luôn, rất quay chạy nha. Rồi ghi liền em mã 99 ngàn dùm em. 99 ngàn có sỉ dùm cho Hải, size cho mấy chị 50kg đổi lạnh em ok dùm em. Chứ em mã xếp trắng 99 ngàn dùm em. Xếp trắng dùm cho em ha, 99 ngàn dùm em. Chứ em mã trắng 99 ngàn. Trắng này đúng được 5 xếp nha. 5 xếp nha mấy chị ơi. Chứ em mã trắng dùm em. Mời. Kim em mã xếp trắng giùm em. Xếp trắng đó mà dạng như là bây giờ là em bán dạng như là nó hơi bị trái mùa một chút xíu á, nha mấy chị nha. Vì là bị trái mùa ấy. Chứ bình thường cái hàng hè này giá cao lắm, cũng phải là 160-170 ngàn. Rồi áo tọc giùm em, sóc cơ giùm em. Mấy cái này có cái chân váy đẹp lắm mấy chị. Em thật luôn ấy. Chờ lấy cái liền mã xếp trắng 99 ngàn giúp em đi ạ. Có mấy cái chân váy xinh lắm mấy chị. Có mấy chân váy lưới như thế này nè, 79, à 69 ngàn có sỉ dùm em. Chúc em mở lên sọc dùm em. Lên sọc nha, cổ rocker như thế này nè, tay như thế này nha. Phố với lại mấy cái chân váy trắng lưới á, rất là đẹp luôn. Rồi chờ lấy thì chốt đi dùm em luôn. Ghi liền em mã áo len dùm em ha. Cổ rocker này xinh lắm luôn, 69 ngàn dùm em. Rồi ghi dùm em mã áo len 69 ngàn dùm em. Len dùm cho Hải nha, 69 ngàn dùm em. Len 69. Lên 69 ngàn lên giúp em mấy chị ạ. Em mã áo len 69 ngàn. Lên sọc 69 ngàn cho Thảo My hai con. Em mã len sọc. Chân váy dập ly một chút hãy lai hết sạch luôn rồi mấy chị. Rồi chân váy caro nè. Chân váy caro này dành size S thôi nha. Caro dùm em. Chân váy trắng cho Kim Thương Nguyễn nè. Chân váy trắng là bao nhiêu? Chân váy caro 50kg rửa lại mang ok. 9 ngàn cho mang mã chân váy caro. Chân váy caro này cũng tuyệt đẹp. Lên sọc cho Thanh Thảo. Chân váy caro này đẹp lắm mấy chị. Nguyên tuyệt lắm luôn á. Đẹp đẹp. Chân váy caro giùm em.
7-9 nghìn. Với mấy mã chung mấy caro gọi mặt mà chung mấy caro 79 nghìn chứ gì phạm ni gọi mặt bao nhiêu quên rồi mấy chị, 109 nghìn mà hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt em mã chung mấy caro nhớ có chốt ba con mà. Rồi. Cái nào thì chốt cái gì, cái gì à, chân chân quái xếp ly á hả mấy chị, mẹ không có dọn cái gì ra được, nó đóng vô trong bao. Từ trước em về một lô chân quái, chú mấy caro cho anh nghe du, em về một lô chân quái xong rồi hả, em bán vô chú mấy caro chứ gì ạ. Chờ lấy cái lời mở chú mấy caro chứ em mấy chị ạ, chú mấy caro chứ gì thi vỏ. Chú mấy caro cho Nguyệt Nhi. Rồi cái này ghi liền em nè. Dạ không có nha chị, còn là nhau. Rồi cái này ghi liền em mã nè. Rồi ghi giùm em mà áo rút giùm em nè. Ghi giùm em mà áo nha mấy chị nha, 69 ngàn vậy nè. Chú em mà áo 69 caro 79 ngàn. Rồi cái này ghi liền em mã xám giùm em nè. Áo giùm em 69 ngàn vậy nè. Em mới chịu nha, áo rút ở đây này, mang cái chân quái rất là xinh luôn. Chú mấy caro cho Nguyên Trần 69 ngàn dùm em, chú em mà áo 69. Áo 69 này có được mấy con ha, chú em mà áo 69 ngàn dùm em. Rồi đây là những con sơ mi để mấy chị áo sơ mi này nữa, nãy lây rồi đúng không. Kim em mà áo 69 ngàn dùm em. Sơ mi này nè mấy chị nào áo xinh cho Phương Trần. Chân quái này chị nào không chốt được, ôi áo này lúc nãy không chốt được thì chốt lại dùm cho em nè. Sơ mi 79 ngàn dùm em nè. Sơ mi này đẹp lắm luôn nha. Sơ mi này phối với lại mấy cái này rốt. Phối với lại mấy con ghi lê cũng đẹp, mấy chị mặc sơn cũng được luôn. Phối với lại mấy cái chân quái mà chân quái xích ly này kia mấy chị. Sơ mi dùm áo em nè, 79 ngàn dùm em. Rồi ghi dùm em mà áo sơ mi dùm em 79 ngàn. 55kg nữa làm em ok dùm em. Áo số 9 Phương Trần có rồi chị nhỉ. Áo số 9 Nguyễn thì cắt tiên. Kim em mã sơ mi nha mấy chị nha. Bộ hãy mặc hết rồi mấy chị ơi, bộ hãy mặc hết rồi nha. Cho lấy liền mã sơ mi 79 ngàn giúp em ạ. Ghi dùm em mã sơ mi dùm em 79 ngàn. Sơ mi đẹp lắm luôn nha. Đúng rồi chị Mai Mai. Sơ mi lắm mà, cố cái này mấy con đen đen thôi nhức mắt. Sơ mi 79 ngàn Mai Mai Huyền. Mấy chị, con áo trắng xô nè, bao nhiêu nè, 69 ngàn con áo trắng xô nè. Mấy chị nhìn vừa sột ra nè. Hàng này hàng xuất Âu nè mấy chị. Hàng xuất Âu nha, con áo xô nè. Chờ lấy thì chốt liền em mà áo xô dùm em. Rồi ghi liền em mà áo xô. Áo xô cho mấy con. Sơ mi 79 cho Nguyễn thì cắt tiên. Áo xô này lúc nãy cũng chốt. Sơ mi 79 cho Cali Trần. Hồi nãy có 4 con rồi, giờ lòi ra được mấy con nha. 69 ngàn, chị nào lấy xô chốt xô giùm em. Áo xô này không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn, em nói thật luôn ấy. Mấy chị cũng biết là hàng Âu mình đi mua cũng giá rất là cao luôn. Đây nè mấy chị nè, bây giờ mình cầm 69 ngàn mình mua hẳn được một con áo siêu xịn luôn. Sơ mi này. Cái liềm em mà áo xô dùm em. Áo xô dùm cho Hải nha, 69 ngàn dùm cho em. Chết, trời ơi. Áo xô 69 ngàn cho mê mê 3 cái. Wow, đẹp chưa. Cái này em có được màu, không biết em có màu đen không. Em có màu đen, em có màu trắng. Em bán cho mình 69 ngàn luôn. Giờ lấy màu gì của mình màu đó dùm cho em nè. Ghi em mà áo nhung chị nào dùm em. Áo này chị nào mà có ngực đẹp lắm đó mấy chị. Trời ơi áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Cái diễn tả sao ta. Xịn lắm. Chúng. Nhung kèm màu dùm em, màu trắng với lại màu đen. Áo xô 69 ngàn hay áo cho chị Nguyễn An đi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Trời con này không đẹp không lấy tiền luôn á. Áo xô 69 ngàn cho chị ạ. Thứ Nguyễn 790, Thứ Nguyễn 790 thì chung đơn với ai quên rồi chị ơi. Xô 69 ngàn cho chị Tú Trinh.
ôi con này đẹp lắm mấy chị ơi, chị nào lấy màu gì của mình màu đó. Sao sao trứng này chua ngon. Rồi. Ờ nhung kèm màu gì mấy màu trắng màu đen. Nhung kèm màu trắng và đen với em mà gì vậy? Sao trứng này. 69.000 thôi, bây giờ lên mở nhung kèm màu với em trắng và đen đi ạ. Nhung đen hai cái cho mày mời. Cái liềm em mã nhung kèm màu vậy, nhung nó đẹp lắm đó mấy chị. Rồi em lên một con đầm siêu phẩm cho mình ha. Đây nó đắp chéo cho mình. Nhung đen hai cái cho Leroy. 79.000 mấy chị lên màu giùm em có màu đen và em có màu đỏ luôn. Đây này em lên một cái màu đỏ để cho mình dễ thấy màu ha. Đỏ với đen. Nhung đen cho chi tròn. 79.000 con này nha, xuất sắc luôn. Nhung em chỉ còn màu trắng thôi mấy chị nhá. Đây này. Con này mấy chị mặc lên á, nó ôm người mà nó đẹp lắm nha. 55kg đổ lại men ok. Em có màu đỏ và em có màu đen, 79.000. Con này mấy chị mua đi nha. Ở trên TikTok á, hoặc là mấy chị mà hay order á, siêu có mấy cái mẫu này luôn. Và mẫu này lúc nào nó cũng đứng tốt giá là 3x hết á nha mấy chị. Ok nha. Chị à, thế nha. Không có giá mấy chục ngàn như thế này đâu mấy chị. Nha mấy chị ơi nha, siêu rẻ luôn á. 79.000, mấy chị kèm màu vô giùm em. Màu đỏ đô với lại màu đen nè. Đỏ đen 79.000 thôi em ơi. Mấy chị lên mã 79.000 cho khỏi bị nhầm nha. Nhầm lắm mấy chị ơi. Lên giùm em màu đỏ màu đen 79.000 giùm em. Đỏ và đen 79.000 lên giúp em chưa. Rồi cái liềm em mã đỏ. Đỏ đô với lại đen giùm em. Đỏ với chúng cho Phạm Hương. Rồi cái liềm em mã siêu phẩm, áo siêu phẩm giùm em nha. 79.000 giùm em. Rồi cái liềm em mã áo siêu phẩm 79.000 giùm em. 55kg đổ lại. Đen 79 cho Trang anh. Áo siêu phẩm chứ không em mà áo siêu phẩm rồi nha. Chứ không em mà áo siêu phẩm nha. Đỏ đen và chính như Thúy Lê. Áo siêu phẩm giùm em, 79.000 giùm em. Đen mà dính cho Lan tròn. Rồi 69.000, chắc mày mãi đầm tầng nữa. Đầm tầng dùng cho Hải nè mấy chị. Đầm tầng này có một con thôi, 89.000 dùm em. 55kg đổ lặt mày ok luôn chung. Đồ mà dính cho 7 tròn. Bây giờ là như hàng mà có hàng một cái thôi, hết rồi hết rồi. Áo mà dính cho mày mày 2 cái. Chị Thủy Nguyễn ok chị nha. Đầm tầng giùm em. Bây giờ là siêu phẩm không đó. Mấy chị đợi em một chút xíu nha. Giờ là toàn siêu phẩm nha. Nói trước là hàng có ít nhưng mà toàn là mẫu nhiệt mẫu đẹp không à. Ví dụ như là con áo tím như thế này. Hàng cao bao nha. Không nớt, không có cái hàng của mình nha mấy chị nha. Về mấy chị xem chắc khác hẳn luôn. Giá rẻ gấp đôi hàng của mình lên luôn nha mấy chị nha. 79.000 cho em mã tím giùm em. Đó xin bạn mời chính cho Thảo My. Nhìn chắc của nó là ghiền luôn đó mấy chị. Rồi ghi liền em mà áo tím cho mình. 79.000 có sĩ rồi mình. Đó xin bạn mời chính ngàn cho Lê Rốt. Đầm tầng đi quên. Đầm tầng 89.000. Đầm tầng 89.000 cho Thảo My. Giờ lấy áo siêu phẩm cho áo siêu phẩm giùm em ha. Áo tím cho mấy chị. Đẹp lắm. Đầm tầng nó có một con mấy chị hả? Đầm tầng là 89 đó mấy chị đi. Đầm tầng có một cái mấy mà. Ừ. Tốt mấy chị. Rồi chờ lấy cho mấy mà áo tím dùm cho ai. Còn cái này là đặt áo nè mấy chị. Áo tím này 79 rồi. 79. Áo 79 cho chị, áo tím 79 cho mấy mấy ba con. Rồi cái này ghi em mã áo phong giùm em. Ghi giùm em mã tặng 49.000 giùm em. Tặng nha mấy chị. Áo tím 79.000 cho Thảo My.
Rồi cái này ghi em mã tặng 49 ngàn. Em có đúng cho mấy chị 10 con. Nó tiến mà cho Phương Thảo Tròn 10 con nha, tặng 49 ngàn dùm em. Nó tiến 49 ngàn cho chị Lê Mai Huyền. Tiến 49 ngàn tiếp Liều An. Tiến 49 ngàn cho Lê Rốt. Hết mã tím ạ. Cái này chị nào lấy thì chốt, thì mỗi mã có một con, chị nào ôm hết 3 con thì báo em nè. Chị nào lấy màu gì của mình màu đó nè. Hồng 49 ngàn cho mời mời 3 con. Ghim em là áo tặng 49 ngàn, áo đó đẹp lắm luôn nha. Lâu lâu em like giá tặng cho mấy chị luôn ấy. Đây con này em có 3 con nè. Mấy chị nào lấy màu gì của mình màu đó, hoặc là chị nào lấy con nào của mình con đó cho em. Đây chị nào lấy hết 3 con, 79 ngàn có sĩ dùm em. Taro nè, trắng nè, xanh nè, đó đẹp chưa, con nào cũng đẹp hết trơn ấy. Con 49 cho Trang Bé. Con tím này dễ thương nè. 49 cho Lê Rốt. Tím hết rồi. Taro nè, giờ lấy chốt em 79 ngàn dùm em. Taro này đẹp lắm luôn ấy. Con Taro này đơn giản mà đẹp nè. Dán Taro chốt nè. Con trắng nè, đó. Điều này. Xanh nè, Taro nè. Rồi lấy chốt tìm đi. Trắng xanh cho mời mời. Bảy chín ngàn. Mấy cái áo đó nhìn cưng lắm mấy chị. Áo đó là siêu mấy khác mà siêu dữ luôn, siêu dữ luôn luôn. Rồi chân vái giùm em. Chân vái này thấy chị biết sao không? Nó có quần bên trong cho mình, mà nó là khuy nút, nó kiểu giống như là mấy con hàng Âu á mấy chị. Đây nè, đây nha mấy chị nha, 4 khuy nút cho mình nè. Chân quấy hoa dùm em, 69 ngàn. Size cho mấy chị 50kg đổ lại mang ok dùm trời. Chốt đi dùm em mã chân quấy hoa dùm em, 69 ngàn ha. Em có đúng cho mình được 2 con, 2 con nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt đi dùm em mã chân quấy hoa dùm em. Chân quấy hoa nha mấy chị nha, 69 ngàn dùm trời. Size cho mấy chị 50kg mang. Đây nè mấy chị, mấy con này kiểu giống như là hàng Âu người ta hay bán rất là cao luôn. Bán cao lắm đó mấy chị. Đó, mấy chị thấy không? Mấy con này mặc kiểu giống như là viên tịch mà hàng Âu Âu á. Âu chị nào mà hay đi săn hàng Âu rồi biết mấy cái dòng này cao lắm. Em thấy chị Hòa 69 ngàn cho Lê Rốt. Một cái chân váy cũng rơi tầm khoảng giá là 300 mấy ngàn đó. Rồi chân váy caro giùm em nè. Chân váy caro 79 ngàn dùm em. Chốt em mở chân váy caro dùm em, 79 ngàn. Em có được 2 con, 2 con màu này nha. Chờ lấy chốt em mở chân váy caro dùm em. Được hàng như thế. Chân váy caro dùm cả 2 con. Chân váy caro 79 ngàn dùm em ạ. Chân em mở chân váy caro dùm em, 79 ngàn dùm cả. Rồi con này có duy nhất 1 con. Chờ lấy chốt em mở duy nhất dùm em, 69 ngàn dùm em. Con này đẹp chưa? Con này nó... Chúng với caro và chính nhà Phương Tròn. Em nói con này nha, đơn giản thôi nha. Cũng đi order phải là 167 ngàn, không hề rẻ đâu mấy chị. Thôi mã kèm số anh thở lên với em luôn đi chị ạ. Không hề có giá 69 ngàn đâu. Khẳng định luôn. Chúng với caro cho Xuân Nguyễn. Duy nhất dùm em, may may nè. Duy nhất 69 ngàn cho mê mê. Chị một con áo gió 79 ngàn dùm em. Chốt em mà áo gió 79 ngàn. Một con áo gió duy nhất nha, 79 ngàn dùm em. Chốt em mã gió dùm em. Áo gió nha, rút dây ở đây nè. Áo gió dùm chạy 79 ngàn, size 55 cái đũa làm ok. Áo gió này chắc rất là sướng luôn. Chắc mềm mà đã. Ghim em mã áo gió nha mấy chị nha. Còn em có cho mấy chị sơ mi nè. Gió 79 ngàn cho Phương Tròn. Còn cái này là sơ mi to á mấy chị. Sơ mi to dùm cho Hải nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã sơ mi to. Em gửi chị cái cục trắng. Rồi ghi liền em mã sơ mi to dùm em, 69 ngàn dùm cho Hải nha.
sơ mi tơ nha. Mấy con này phối với ghi lê màu đẹp lắm. Phối với ghi lê màu á mấy chị. Còn cái mục là một con nha. Một con nhưng mà hàng đẹp lắm. Đây nè. Như con hoodie nón 89.000. Ghim em mã hoodie nón 89.000 giùm em. Sơ mi tơ mấy chị nhìn nó đơn giản nhưng mà cái vải của nó mềm á, mình mặc nó thoải mái lắm mấy chị. Nha mấy chị nha. Sơ mi tơ mặc rất là xuống luôn, tơ mà dạng như là tơ xô ấy, nha mấy chị nha. Sơ mi tơ cho độ mỹ lệ. Đây mấy chị. Rồi cái liền em mã hoodie giùm em 89.000 này có con. Đây nè, sơ mi tơ. Rồi cái này ghi liền em mã áo xám giùm em nè. Xám giùm cái hải nha. Ghi em mã xám giùm em 89.000 luôn nha. Cho mấy tôi và hải Lan Nguyễn. Rồi cái này ghi em mã áo xám giùm em 89.000 bác sĩ này có một con nha. Rồi cái này mỗi mã một con, có chị nào ôm không nè, ôm em khỏi like nè. Ở đây 89 cho Nguyễn ăn đi. Rồi cái này trắng 89.000 giùm em nè, chúc em mã trắng 89.000 em có một con nè. Trắng 89 nha, trời ơi chúc em mã trắng 89.000 giùm em. Trắng 89 nha, bây giờ chị nào 89.000. Sám 89 cho chị Mai Mai. Có cả xanh luôn nè, Mai Mai lấy luôn ba con nè em. Mai Mai ôm. Ôm hè, này đẹp lắm luôn, cái này cho em xem nha. Em xem từng cái nha. Nè. Ui đẹp chưa Diễm. Dễ thương nè. Ôi đẹp lắm luôn á, dây rút lại nè. Đẹp lắm. Nè cho Mai Mai xem nha. Xem biết cái này một cái nữa đẹp như thế nào luôn á. Nè. Chưa, ok chưa. Đẹp chưa. Đẹp lắm. Mỗi mã có một con nè. Một xanh màu trắng. Đẹp lắm luôn á em. Nhìn đơn giản mà đẹp lắm nha. Mấy con này cần đẹp lắm. Nè, cho xem một con này nữa nè. Cho xem đủ cục của em luôn á. Yeah. Đây, đó. Trả cục cho Mai Mai. Nốt một con này luôn, của em luôn. Biết chưa? Trời ơi, cưng lắm luôn á. Rồi, để nha. Rồi, ghi giùm em mà. Đấy, chưa, gió giùm em. Gió dùng cho Hải nha, 79.000 dùm em. Chúc em mã gió 79.000 dùm cho Hải. Kim em mã gió 79.000, em có đúng cho mình được mấy con áo gió nè. Gió này đúng chắc. Cái nào không biết nói sao mấy chị ơi, nhận hàng về xem cắt đi. Đã lắm. Mềm mà đã lắm. Rồi kim em mã gió dùm em 79.000 dùm em. Thấy chưa? Màu đỏ mận nè. Con này mặc là đúng đẹp luôn á. Đã lắm mấy chị ơi, chốt nhanh nha. Hàng MI Studio. MI Studio này mấy chị, xịn lắm. Gió nó bao nhiêu tí mang cũng được hết trơn đó mấy chị, dễ mang nha. Rồi sơ mi caro giùm em, 69.000 giùm em nè. Chứ em mã sơ mi caro 69.000. Gió 79.000 cho Phạm Hồ Diễm. Rồi sơ mi caro được 3 con nè. Con này phối với ghi lê là nhất lắm. Gió 79.000 cho Quyên Trân. Rồi ghi giùm em mã sơ mi caro giùm em 69.000. Con này mà phối mấy con ghi lê gió 79.000 cho Phương Trần. Thích mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi ạ. Gió 79.000 cho Thảo My. Gió 79.000 cho Linh Trần. Kim em mã sơ mi caro giùm em 69.000. Gió cho Linh Thị Phan. Rồi ghi giùm em mã siêu phẩm giùm em nè. Gió cho Ngân Võ.
Rồi ghi em mã siêu phẩm giùm em. Hết mà gió. Rồi con này em bán tặng cho mấy chị 109 ngàn. Chờ lấy thì cốt liền 69 ngàn cho Thọng ơi. Rồi con này ghi liền em mã 109 giùm em. Đây nè mấy chị. Mua về xong ai hỏi nhớ là mua 4-500 ngàn nha mấy chế ơi. Đảm bảo mấy chị con này luôn 4-500 ngàn đó. 109 ngàn giùm em. Chốt liền em mã 109. Em siêu phẩm giùm em 109 ngàn giùm chào. Đẹp chưa? Sao mấy cái phương tròn? Siêu phẩm là không cần ký đâu mấy chị. SML gì may ok luôn. Rất dây vô nè. Hai con. Giảm bao nhiêu? 109. Giảm 109 cho mây mây hai con. Rồi cái này ghi liền em mã áo đen giùm em. Áo đen này được trước mình bán màu kem mà đúng không em? Đúng không? Được trước mình bán màu kem mà đúng không? Rồi cái này ghi liền em mã áo đen giùm em nè. Ghi em màu đen giùm em ha. 79 ngàn giùm em. Con này được trước em có bán màu kem rồi đó mấy chị. 79 ngàn giùm em ha. Chứ em mã đen 79 ngàn giùm em. Đen 79 ngàn. Áo đen này VIP lắm luôn nha. Cái áo đen này mấy chị lên mấy chị nói chung là mấy cái hàng này mình chỉ cần mình dơ như thế này nha, xong mình lên Taobao mình chụp hình là nó có hết đó mấy chị, tan mát như vậy luôn nha. Và tính ra tiền cũng giá là mấy triệu một cái á nha mấy chịu nha. Thôi chờ lấy chút tiền em màu đen giùm em 79 ngàn. Em có được 3 con 4 con nha mấy chịu nha, 4 con dùng chạy đen 79 ngàn lên cho em ạ. Áo đen giùm em 79 ngàn trên lắm được, chứ em có bán một màu màu gì quên rồi, màu kem á. Rồi váy vàng giùm em 89 ngàn giùm em. Chúc em mã vàng 89. Bây giờ là mấy mẫu một cái nhưng mà nó đẹp lắm mấy chị ơi nha. Chị nào mà chỗ không đủ đơn á thì sáng mai nha. Sáng đen 79 cho cục bông. Sáng mai em like ca sáng nha mấy chị nha. Và ca trưa, ca tối em nghỉ nha mấy chị nha. Thứ tư em like 3 ca cho mình ha. Rồi cái này ghi liền em nè. Váy vàng giùm em 89 ngàn giùm em. Cái này đen 79 cho chị ạ. Đây nè Quý Phan. Nó có lưng chung cho mình là phía sau của nó nè. Hay là mình để là cái đằng này mình đi nhét ta. Đẹp đúng không? Cái vàng này 89 ngàn. Cái vàng 89 cho Thái Thi Phong. Cái vàng nó đã lắm luôn á. Rồi cái này ghi em mã áo sọc giùm em nè 89 ngàn giùm em. Chứ em mã sọc 89. Áo sọc giùm em ha 89 ngàn giùm em. Chúc em mã sọc 89. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã lại giùm em 79 ngàn giùm em. Chị nào không lấy sơ mi này em lấy em mặc. Mặc VIP luôn. Dễ không nhiều. Dễ đúng không? Con này đảm bảo mấy bà order bà. Sọc 89 cho thấm tròn. Bà nào mà thấy người ta mang đẹp quá luôn ấy là không bao giờ order có luôn đâu nha. Order hơi bị cao luôn ấy. Ghi liền em nè 79 ngàn, chúc em mở lại giùm em. Trời ơi, cái con này thôi luôn ấy trời. Chứ không lấy thì em lấy liền luôn ấy, đẹp quá. Là 79 cho bạn Diệu Quỳnh Châu. Rồi ghi liền cho em mã áo 69 ngàn giùm em. Thì dễ thương chưa? Ê, giàu mẹ giá rồi. Rồi cái này ghi liền em luôn nè. Chốt liền em mã váy giùm em 69 ngàn. Em bán em đọc nhầm thôi, đọc luôn cho mấy chị luôn. 69 ngàn cái đầm này bán lỗ luôn rồi đó. Rồi cái này em có cho mấy chị một con chị nào ôm thì đi giùm em mã ôm giùm em. Nhanh nha. Tới chứ chưa mời mời. Đây, bà nào ôm cái này thì báo giùm em nè. Mỗi mã có một con thôi, 79 ngàn có sỉ giùm em cái cục này. Ôm thì ôm cái cục này nhanh nha. Đây nè. Một con áo xô nè. Chờ lấy xô, chốt xô giùm em nè. Áo xô nha. Bỏ mã một con thôi. Rồi len giùm em nè. Đó, chị nào lấy thì chốt. Hoặc là chị nào ôm cái cục này ôm hè. 79 ngàn có sỉ giùm em nè. Màu cam nè. Chờ lấy áo xô, chốt áo xô giùm em. Chờ lấy áo cam, chốt áo cam. Rồi chờ lấy trắng, chốt trắng giùm em. Phía sau của nó là nhúng như thế này nè. Lên cho mời mời. Nè, phải đã lắm. Đây nè mấy chị. Chúc em mã trắng. Xô cho ngâm ông.
Rồi cái này ghi em mã trắng giùm em, có con rồi mấy chị. 79 ngàn giùm em, 79 ngàn. Ghi em mã áo dây giùm em. Rồi cái này ghi em mã len trắng giùm em nè, 79 ngàn, em có một con thôi. Trắng dây giùm em. Rồi cái này ghi liền em mã trắng dây. Rồi đây rồi mà. Rồi cái này ghi liền em mã len nè mấy chị, len trắng giùm em. Len trắng giùm em ha. Cho em mở lên trắng giùm em, 79 ngàn có con đi. Trắng dây 79. Trắng dây 79 cho Mai Mai. Giờ cái này một cái này nó nhiều mà nó đẹp lắm luôn á, đẹp chưa? Trời ơi, mấy chị ơi. Trắng lên cho Phương Trần. Rồi cái này ghi liền em mã này là mã số 1 giùm em. Mã số 1 giùm em ha, 79 ngàn giùm em. Con này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị chị nào đi làm lấy con này nè, con này xinh lắm luôn nha, tay nè, mã số 1 giùm em, 79 ngàn có thử giùm em thì con này đẹp lắm luôn á nha. Số 1 cho Mai Mai. Rồi cái này ghi liền em mã caro giùm em nè, 79 ngàn có thử giùm em nha. Ghi em mã áo caro giùm em nè, áo caro giùm cho số 1 cho Thảo My. Wow, mấy chị ơi, 69 ngàn cho em mặc áo phong Mỹ giùm em. Mấy chị ơi, nhìn nè. Nhìn nè mấy chị, đã chưa? Xinh lắm. Tôi chào lấy thì chốt đi giùm em nè. Phong Mỹ giùm em ha, 69 ngàn giùm em. Con này không đẹp, không biết tiền mấy chị luôn á. Cắt nã lắm luôn, màu hình cũng đẹp nữa. Caro cho Thi Võ. Nhìn cưng lắm mấy chị. Nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì em mã 69 ngàn giùm em. Phong Mỹ giùm em ha. Chốt em mã phong Mỹ giùm em. 69 cho em hai con. Phong Mỹ này đẹp lắm luôn á. Thật sự là con này rất là đẹp. Chốt thì em mã phong Mỹ nha mấy chị nha. Phong Mỹ giùm cho hả? 69 ngàn. Rồi cái này ghi liền em mã 79 ngàn giùm em. 79 ngàn dùm cho Hải nha. Phong Mỹ đưa cho Thúy Hằng Dương. Rồi cái này ghi liền em mã 79 ngàn dùm em. Chúc em mã khoát 79 ngàn. Phong Mỹ xin cho Hải Lan Nguyễn. Khoát 79 ngàn dùm em ha. Chúc em mã khoát 79. Khoát trại 79 ngàn dùm em. Nó mã khoát 79 ngàn dùm em nha. Chúc em mã khoát 79 ha. Phong Mỹ đẹp lắm đó mấy chị. Thật sự là bữa nay là do là trái mùa rồi nhiều bạn không thích. Chứ Phong Mỹ rất là cao luôn á. Rồi cục này nha. Rồi kia liền em mã khoát giùm em. Khoát giùm em 79 ngàn ha. Còn em sẽ lên cho mình một cái cục này nha. Con 769 cho Cali Trần. Đây. Trời ơi dễ thương chưa đó ơi. Trời ơi nó dễ thương. 769 cho My Trần. Mấy chị ghi giùm em mã dễ thương được không? 89 ngàn. Dễ thương dữ nè. Ôi nó đẹp chưa? Ghi giùm em mã dễ thương đi mấy chị. Ôi nó đẹp quá luôn ấy. 89 ngàn. Má trời đất ơi nó rẻ. Má trời là đẹp. Ghi giùm em mã dễ thương 89 ngàn. Phát 79 cho My Tròn. Rồi cái này ghi liền em mã caro giùm em 89 ngàn giùm em nè. Caro giùm em 89 ngàn. Con này order cao cho Nguyệt Nhi. Con này order cao lắm luôn nè. Con này order cao lắm nha mấy chị nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em nè. Ghi liền em mã caro giùm em 89 ngàn giùm em nè. 55kg nữa làm em ok. Caro này dễ mang lắm nha. Không sao mình ôm cái cục này nè. Cục này đẹp lắm luôn ấy. Hoodie giùm em 89 ngàn giùm em nè. Rồi cái này ghi liền em mã hoodie giùm em 89 ngàn giùm em nè. Caro cho Mai Mai. Hoodie giùm cho Hải nha 89 ngàn. Mấy cái bạn hoodie này bắt hai dính cái gì nè. Rồi cái này ghi em mã hoodie giùm em 89 ngàn. Có một con nè.
Con này em có 2 con, 3 con. Không phải cái này, cái này. Rồi cái này ghi liền em mà. Sơ mi bánh bèo giùm em 79 ngàn. Thôi đi cho Lan tròn. Rồi cái này ghi em mã sơ mi bánh bèo giùm em 79 ngàn. Em có con này. Sơ mi 79 giùm em ha. Giúp em mã sơ mi 79. Sơ mi dùng cho Hải nha, 79 ngàn. Mấy chị ơi, sáng mai mấy chị vô nha. Sáng mai em like áo hoodie đó. Sáng mai em like rất là nhiều hoodie luôn nha. Sáng mai đi mấy chị. Sáng mai em sẽ like là làm áo hoodie để like cho mấy chị. Hoodie hết rồi dùng em kia ơi, lấy mã sơ mi với em ạ. Ghi em mã sơ mi dùng em. Sơ mi rất xinh đó. Rồi đầm hoa dùng em nè. Chờ lấy chút em mã đầm hoa dùng cho em. Đầm hoa tao bao rất dày 89 ngàn. Rồi lấy chút em mã đầm hoa 89 ngàn, xây mồ. Đầm hoa này có 1 con thôi, dày tay nha. Con này dày tay nè, 89 ngàn. Chờ lấy chút em mã hoa dùm em. Ui cái hoa này thiệt luôn á. Thôi em tặng nha, ghi em mã tặng đi mấy chị. Chút em mã tặng, nó bị tụt chỉ ở đây nè. Nó bị tụt chỉ ở đây nha, em tặng luôn. Nói chung là về mai lại thôi, không có bị gì hết nha, không phải là rách đâu. Rồi ghi em mã tặng giùm em. Đem hoa tặng lên giúp em ạ. Ghi em mã hoa tặng giùm em, đẹp muốn chết luôn. Được chứ. Rồi cái này ghi em mã váy giùm em nè. Á ơi. Được chưa, ghét ghê luôn. Tặng cho Thảo My. Rồi cái đầm Barbidol 89 ngàn dùm em. Chốt em mã Barbidol 89 ngàn. Cái đầm này xinh lắm luôn. Cái này là vừa làm yếm được, vừa làm đầm dây được ha. Rồi cái này chị nào lấy chốt em mã đầm yếm dùm em 89 ngàn dùm em nè. Rồi ghi dùm em mã đầm yếm 89 ngàn. Đầm yếm này đẹp lắm luôn á mấy chị. Em nói thật luôn á. Con này mấy chị mùa hè á, thì mình mặc đầm dây nha. Còn vô mùa này mình chỉ cần phối cho một con áo thun về tay hoặc là áo len cổ lọ này kia cũng rất là đẹp luôn. 89 ngàn. Vải của nó là vải linen nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn cái con của nó nè. Đây nha mấy chị nha, 89 ngàn. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã. Mã 89 ngàn giùm em. 89 ngàn nha mấy chị nha. Chắc linen đó, nên là cái vải của nó rất là xịn luôn. Xịn sò lắm nha mấy chị nha. 89 ngàn, chốt em mã váy 89 ngàn giùm em. Váy dài nha mấy chị nha, 89 ngàn. Đẹp lắm mấy chị. Đầm dây 89 ngàn cho Thảo My. Rồi ghi liền em mã đầm caro giùm em nè. Đầm caro này là mấy chị ơi. À đúng rồi, sỏ. Sỏ dây nè mấy chị. Sỏ dây mấy chị có gì phải không? Rồi đầm caro này là sỏi dây á mấy chị, đợi một xíu. Cái đầm caro đó là sỏi dây á. Rồi biết chưa? Một con duy nhất nè mấy chị. 69 ngàn. Chốt em mã duy nhất 69 ngàn. Em có 1 con duy nhất giùm em 69 ngàn ha. Chờ lấy chốt em mã duy nhất 1 con. Con này em còn 1 con 79 ngàn em bán nè. 79 ngàn có sỉ giùm em nè. Chốt tìm em mã hồng giùm em. Hồng 79 giùm em, có sỉ giùm em ha. Hồng này có 1 con. Hồng giùm em, cái con duy nhất nó đẹp lắm luôn á nha. Giờ lai mấy chị không có, con không có đâu được nha. Duy nhất 69 ngàn cho Hương Hồ. Ngày mai sao mà dành không có ấy. Rồi cái này ghi liền em mã váy hồng 79 nè. Hồng 79 cho Trang bé. Rồi cái này là chân váy len giùm em. Chân váy len đen giùm em 79 ngàn giùm em nè. Rồi cái này chốt em mã len đen. Len đen này lúc nãy chị nào không chốt được thì chốt lại giùm cho Hải nha. 60kg đổ lại men ok luôn. Chân váy đen, chân váy len đen huyền thoại. Chân váy len đen nhưng mà mấy chị mặc mùa hè cũng được ha. Nó không có bị nóng đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Cực kỳ sướng luôn. Chị nào ngồi văn phòng này kia mấy chị. Và chị nào mà cảm giác như mình ưng mặc mấy chân váy mà nó thoải mái thì mình mua mấy con chân váy len này nè mấy chị, co giãn sướng nha mấy chị nha. Mặc tới đâu ôm người qua tới đó, 79 ngàn.
Chúc em mã chân vái giùm em, 79.000 giùm em, có 4 con thôi. 4 con nha mấy triệu nha. Rồi lấy thì chốt thì em mã chân vái giùm em. Với lên đêm 79 cho Phương tròn. Kim em mã chân vái giùm em, 79.000 giùm trai. Đây này có mấy con nè mấy chị. Chân vái này mang sướng lắm, em sướng luôn ấy. Chân vái mang đã lắm mấy chị ơi. Rồi lấy thì chốt thì em mở chân vái giùm em. Phương tròn hai con. Chân mấy kim em mở chân vái lên nha mấy chị nha. Chân vái lên giùm trai. 79.000 giùm trai. Rồi hai con duy nhất bán tặng luôn cho mấy chế luôn. Con này bán vui nha. 49.000 chốt giùm em mã dây 49.000. Dây 49.000 giùm. Chú lên đây 79.000 cho Nam Mông, chú lên đây 79.000 cho Cali. Cali tròn. Rồi cái này ghi em mã áo dây giùm em 49.000, em có hai con. Hàng xịn đó mấy chị, không phải là hàng thường đâu nha mấy chị. Nhận về chắc vải đó xịn. Em có được mấy con hóc bông trơn nè. Hóc bông trơn nha, 69.000, chúc em mở bông trơn gì nè. Được có một con. Còn hai con bông trơn mấy chị ơi, 69.000. Rồi chờ lấy chúc em mở bông trơn gì nè, 69.000. Đây nè mấy chị. Bông trơn nha, bông trơn này đơn giản mang xuống. Cái này phải ăn đúng rồi. Cái con ghi lê xanh bữa trước mình ở đâu trong đất đó đó nè. Con mấy chị mua mấy con ghi lê mà ghi lê thun ấy kìa, chứ cái cục Thám Nguyễn là nhớ cái cục ghi lê xanh mà xanh thun ấy, phối với lại mấy con này đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mấy chị yêu nha, giờ lấy chốt em mã trơn giùm em, trơn 69.000 có hai con hàng của nó. Phong trơn cho Phương Trần, phong trơn cho Thảo My. Đã chưa? Ghi em mã ba lỗ giùm em. Cầm ba lỗ giùm em nha mấy chị nha. 69.000 giùm em. Chúc em mã ba lỗ. Được chưa? Được chưa? Con ba lỗ này mấy chị mà áo ống cũng đẹp nữa luôn. Chốt giùm em. Chúc em kết thật lấy nó. Kim em mẫu đen ba lỗ giùm em 69.000. Duy nhất một con 79.000 giùm em. Đây em cho mấy chị xem gần sát cái con áo này luôn ha. Nó không phải là hàng bình thường đâu mấy chị. Ghi liền em mã. Áo cam hồng con, áo cam nãy nè. Áo cam nãy nè. Áo cam nãy nè. 69. Trắng 79.000 giùm em. Có con rồi mấy chị. Con áo này vip lắm luôn ấy. Nhìn nè mấy chị này. Mấy chị thấy không? Xinh xinh lắm luôn. Chắc của nó đã. Ghi liền em mã. Áo trắng giùm em. Lên mã áo trắng giúp em nha. Giờ mà lên mấy cái hàng này chắc là dễ chốt nè mấy chị. Đợi em một chút xíu nha. Em luôn cho mấy chị cái váy này 79.000 chút ta. Cái váy này về ủi ra mới thấy được cái độ đẹp của nó nha. Ủi ra mới thấy được cái độ xinh của nó. Tại vì nó xếp liên liên cái đầm luôn. Đây này mấy chị nè. Mấy chị thấy không? Từ ở trên này nó đã xếp ly cho mình rồi nè. Từ ở đây nó đã xếp ly cho mình rồi. Vì mấy chị ủi ra nó theo nếp á. Nó lên con đầm nó rất là xinh luôn nha mấy chịu nha. 79.000 chốt em mã váy 79.000 giùm em. Ghi em mã váy nha mấy chịu nha. Lên mã váy 79.000 cho em ạ. Ghi em mã váy giùm trời 79.000 giùm trời nha. Hãy có đúng trắng cho Phương tròn. Rồi con này 300 mấy ngàn. Rồi cái này em bán cho mấy chị 190, chị nào lấy thì chốt liền em mã 190 giùm em. 190.000 ha. Cái này em bán siêu rẻ cho mấy chị luôn á.
Mấy bà dính cho Cali tròn 190 ha, chờ lấy gì chốt đi em mã 190 giùm em. Ôi má ơi, cái này nó đẹp mà nó gì đứt một cái nút. Thôi để làm mặt. Thôi cái này em để làm mặt nó tròn. Cái chẹo nó xịn lắm luôn á. Đảm bảo con đó không ai bán luôn á, không phải. Rồi mấy cái này có một con duy nhất nè, có mốt ngực luôn, hàng tao bao luôn ha. Cái đó em gì em đóng nút được không? Cái đó mấy chị về đóng nút cho Hải được không? Em bán cho mấy chị 100 139.000, nó bị đứt một hộp nút này, em tính để là em mang á, em đi đóng lại thôi. Cái này đóng có 5.000 chứ mấy đúng không? Đóng cái chỗ này có 5.000 thôi mấy chị. Đây này chị nào lấy thì chốt giùm em 139.000, thật sự rất là đẹp luôn ấy. Về cái này có mấy kỳ hàng mà mấy cả đóng tiền trước luôn, bán tính ra không có lãi nữa chị ơi. Về đóng nút lại nha, hãy báo trước có để mất công mấy chị nhận hàng mấy chị. Ở lần này kia đóng có 5.000 cái nút thôi mấy chị. Trời ơi, nó cưng quá trời luôn mấy trời. Váy này mấy chị 79.000 dùm em nè. À, 89.000 chúc em mở hoa, 89.000 đầm hoa, 89.000. Ngồi với cái này Nga Mông có lấy không em? Nga Mông lấy không em ơi, báo chị với chứ không. Rồi cái này ghi liền em nè, đầm hoa 89.000 dùm em. Rồi cái đầm hoa này nó đẹp. Màu 39 chứ gì à? Đổ mỹ lệ. Trời ơi, cái đầm hoa này mà không chốt rồi thôi luôn, tiếc lắm luôn á trời ơi. Chốt liền em mà áo trắng giùm em. Áo trắng giùm em ha. Chốt em mà trắng. Thôi 89 giờ gì lên thì khoan. Rồi cái này ghi liền em mà áo trắng 79.000 giùm em. Trắng 79 giờ em lên cho mấy chị mẫu một cái nhưng mà nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp gọi là xuất sắc luôn đó mấy chị. Nhưng mấy chịu nha, trắng giùm em nè. 79.000 thề luôn, về cầm con áo là trên tay nha. Ai hỏi nhớ là order 200 mấy ngàn nha mấy chị. Ghi em mà áo trắng giùm em 79.000 giùm em. Rồi cái này ghi liền em mà áo hoa giùm em nè, mã số 1 giùm em nè. Ghi em mã số 1 giùm em. Đây mấy chị nè. Rồi cái áo trắng nó đẹp lắm. Để cái áo trắng nó là không ai để là để là qua bên kia đi sáng mai em mặc. Để cái chỗ này. Nè. Rồi cái này ghi liền em mà áo hoa giùm em nè. 79.000 có con nè. Có kèm cho mấy chị một cái rút, cái này gọi là cái gì, cái rút cơ hả, rút cơ á mấy chị ơi, rút cơ cổ nè, rút cơ cổ giùm em ha, áo hoa giùm cho ai, ghi em mà áo hoa mà số 1 giùm em. Cái áo trắng nó đẹp lắm luôn á nha. Rồi ghi em mà đầm trắng giùm em. Đầm trắng giùm em 89.000, em có một con duy nhất 55kg đổ lại em ok giùm em. Này là size mò á, size mò nha. Đầm trắng giùm em. Quên mấy chị ơi nó, nhưng mà nó co giãn cho mình tới size mò á. Đầm trắng 89.000 giùm chị. Lên mã đầm trắng 89 giùm em đi. Em mã đầm trắng 89.000, em có đúng một con duy nhất luôn. Đẹp chưa? Trắng giùm cho Hải nha, 89.000 giùm em. Về đi Diễm. Cái gì lại mình được. Kim em mã đầm trắng 89.000. Đầm trắng 89.000 lên giúp em ạ. Rồi set 24. Trắng 89.000 chứ gì trà chanh. Rồi áo len set 24 89.000 giùm em. Cho em mã set len 89.000 giùm em. Này mấy chế ơi, em nói thật mấy chế luôn ấy. Không ai bán mấy chế 89.000 cái con này đâu, em nói thật luôn ấy. Chắc riêng mình hẳn luôn ấy. Nha. Nha mấy chị nha. Chốt liền em nè. Trời ơi, không bao giờ ai bán cho mấy chị hai cái này mà 89.000, chẳng bao giờ có luôn á. Thật luôn. Rồi cái này ghi liền em mà áo
lưới giùm em. Em mấy chị này, áo giấy dùng cho Hải nè. Cái liền em mà xếp giùm em. Áo lưới giùm em ha. 69.000 mấy chị nhìn cái hàng của nó nè. Xịn chưa? 69.000 giùm em nè. Đen trơn giùm em. Chúc em đen sao chỉnh cho nguyên tròn. Đen trơn giùm em ha. 69.000 giùm em. Chốt giùm em hả? Đen trơn giùm em. Rồi cái này chốt em mã váy giùm em, 99.000 giùm em. Váy hoa này mấy chị. Rồi ghi liền em mã váy hoa giùm cho ai. Váy hoa nha, 99.000 giùm em. Có đúng cho mấy chị được một con duy nhất này. Con này mấy chị, con này là chị nào mà theo dõi like của Hải cũng biết á, nếu mà Hải không ôm hàng sale á, Hải bán hàng chính phẩm á, phải rơi vào giá tầm khoảng giá là 185.000. Em bán rất là nhiều mấy cái hàng to bao này rồi mấy chị nha, mấy chị nha. Mấy hoa giùm em, 99.000 giùm cho. Rồi Hải có cho mấy chị được mấy con quần này, 79.000 giùm em. Chốt em mở quần 79.000. Ưng làm ống ôn cũng được. Chị có đâu làm phút dây vô cũng được, tùy theo mình nha. Quần cái hoa 99.000 chứ gì à. Đợi chứ. Rồi cái này em mở quần giùm em, 79.000 giùm em. Chốt em mở quần 79.000. SML đều mang ok luôn. Quần này lúc nãy chị nào mà chưa giành được thì mình chốt đi nha. Đây là lòi ra được mấy con thôi nè. Quần giùm em 79.000 giùm cho ai. Quần 79.000 cho Phương tròn. Quần 79 này em có được 5 con nè. Mấy chị chốt đi nha. Rồi lấy chốt thì em mở quần giùm em 79.000 giùm cho ai. Quần 79.000 cho Thư tròn. Quần 79 cho Quý Phan. Quần 79 thêm cho Phương tròn một con. Quần 79 cho Phương Võ. Hết mã quần 79 ạ. À mấy chị ơi, nhớ cái set này không? Em nói mấy chị nghe nè, hàng của mình lên nha, 195.000 một set. Đây nhận hàng, hàng tao bao. Em nói là chỉ có mà thiệt sự luôn 650.000 nè mấy chị nha. Bây giờ nghe giá em đọc nè mấy chị, nguyên set luôn 119.000. Chào lấy chốt em mã set 119 giùm em. Xíu em đăng hình cái set này cho mấy chị xem nha. Hàng lộ 1 người ta bán giá bao nhiêu nha mấy chị nha. Đây nè, cái quần của nó nè, 115.000. Chào lấy chốt em mã set 115 giùm em. Ghi em mã set 115. Em có được 2 set, hai set nha mấy chị nha, 115.000 set 8 giùm em. Set giùm em 115.000 giùm em. 115 mấy chị, không phải 119 đâu. Em bán cho mấy chị 115.000. Em mã set 115.000 giùm em. Rồi cái đầm nha mấy chị nha, kiểu như vậy luôn, xinh chưa? Đầm đen giùm em 89.000, chốt em mã đầm đen 89.000 giùm em. Rồi cái này ghi liền em mã đầm đen 89.000. Em có cho mấy chị được là 2 con. 2 con này mấy chị. Màu đen với màu trắng luôn. Màu đen, màu trắng luôn. Chào lấy màu gì của mình màu đó giùm em. Em like cái màu trắng đi cho mấy chị dễ thấy màu ha. Đây nè. Đó, cái này may xinh lắm. Xinh lắm luôn nha. Đầm đen, đầm trắng giùm em. Chào lấy màu gì của mình màu đó giùm em. Màu đen, màu trắng giùm em. 89.000 giùm em. Hãy có cho mấy chị 2 con màu đen, một con màu trắng nha. Chào lấy thì chốt đi giùm chạy. Xinh lắm. Nhìn con màu đen không ra chứ nhìn con màu trắng là ra kiểu này mấy chị nè. Màu đen thì mình mặc ở bên ngoài mình mới thấy đẹp được nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền. Đầm trắng và đầm đen giùm em 89.000, xinh lắm mấy chị ơi. Mấy cái mẫu này trend lắm luôn nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em, kèm màu luôn mấy chị. Đầm đen nha, đầm trắng giùm em 89.000, có hai màu. Trắng giùm em.
giờ cái này mỗi màu mã một con. Số 6 màu 15 cho Hải Lan Nguyễn. Số 6 màu 15 chốt cho Hồng Khoa. Cái này chờ lấy thì chốt liền em. Con này chị biết mẫu này mẫu trên thì lấy liền nha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em. Sọc cam giùm em, 79.000 giùm em. Đen 89 cho Ngân vỏ. Cái bồng nha, chốt em mã sọc cam giùm em. Sọc cam giùm em 79.000, hàng MI này nè mấy chị nè. Đen 89 cho Sung. Đen có 2 con, anh chốt mấy con. 1. Đen 89 cho Sung 7 màu. Rồi cái này ghi em mã sọc cam giùm em. Sọc cam nha, 79.000 con sọc cam này vip lắm mấy chị ơi. Nhìn cái hàng của nó nè, cái hàng design này mấy chị này. MI design dùm em nè, nghe mấy chịu nha, 79.000 dùm em. Rất liềm em mã sọc cam dùm em. Sọc cam nha mấy chịu nha. Rồi cái liềm em mã hoodie dùm em nè. Hoodie dùm cho Hải nha, 89.000. Hoodie 89, chúc em mã hoodie dùm em, 89.000. Em có một con màu trắng, một con màu đen. Đúng hôm qua gọi là đi rồi ấy chị. Sọc cam cho chị Phạm Thị Như Quỳnh. Cái này cái dâm mấy chị ơi. Này có một cái dâm nè. Phần nào lấy nè. Hô đi trắng nè. Chờ lấy hô đi trắng thì chốt hô đi trắng giùm em. 89.000 giùm em. Có con. Rồi chờ lấy dâm chốt dâm giùm em. Dâm có cổ đàng hoàng nha. Trân 89 cho Hồng Khoa. Dâm này hơi bị vip luôn đó. Dâm giùm em. 89.000 có con à, dùm này đẹp lắm luôn ấy. Có cả màu xám nữa nè, dùm xám dùm em 89.000. Mấy chế lấy đi mấy chế, cái dùm này đẹp lắm luôn ấy. Dùm này dễ thương lắm luôn, giờ còn ít người mấy chị chốt đi. Trời ơi. Nè dùm đen dùm xám nè. Ôi cái này mấy cái dùm này mang sướng lắm nha. Dùm bao nhiêu? Dùm 89.000. Ủa giờ còn ít người mấy chị là không chốt với cái toàn mẫu đẹp không ấy. Dâm đen 89 cho Chi Trần. Này con này đợt trước bán một lần. Giờ lấy dâm xám chốt dâm xám giùm em. Mấy chị ơi con này em từng bán rồi nè. Em từng bán hàng chính phẩm của nó nha. Giá là 120-130 rồi nè. 79.000 chốt em mà áo caro 79.000 giùm em. Giờ lấy dùm xám, chốt dùm xám dùm em. Y như vậy luôn mà màu xám nha. Màu đen, màu xám, em còn màu xám. Rồi chờ lấy chốt em mà áo caro dùm em nè. 79.000 dùm em nè. Áo caro đẹp lắm luôn nha. Chờ lấy chốt em mà áo caro dùm em. Áo caro dùm xám cho Thảo My. Rồi ghi liền em mà áo caro dùm em. 79.000, áo này đẹp lắm luôn nha. Mấy chịu nha. Có hai con duy nhất mà. Chờ lấy chốt liền em mã dùm em. Ghi liền em mà áo caro 79.000. Con này mới vừa bán luôn, chính phẩm giá 120.000 á. Trời ơi, xinh chưa. Biết nói sau đây mấy chị ơi. Mặc lên người mới thấy được cái độ đẳng cấp của cái đầm này nha. 89.000. Tai. Caro cho Nguyên Trần 79. SM men ok dùm em. Đây nè mấy chị nè. Mấy chị mặc lên nha, mấy chị mới thấy được cái đầm này nó đẹp được. Đây nè, nó có mấy chị một cái hộp nút ở đây nè. Nha mấy chị nha. Nó có một cái hạt nút này mấy chị nè. Mở ra như thế này nè. Mấy chị nè, bó vô đây cho mấy chị. Gài vô đây là một cái đầm này. Xinh lắm luôn, màu rất là đẹp nha. 89.000 cho em mã váy. Váy dùm em, 89.000 dùm em. Cái này kiểu bánh bèo này, ở quên kiểu mấy bạn mà thích mặc cái kiểu mà viên tịch này kia mấy chị, mấy cái màu của nó rất là xinh luôn nha. 89.000, chốt liền em mở váy giùm em. Cái này nó có cho mấy chị một cái khuyên nút ở đây nè. Một cái khuyên nút ở đây nha mấy chị yêu nha. Mở ra dùng cho Hải nè, nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt đi giùm em. Thích mới, tất cả thích mới em gọi chốt đơn hết. Chị Phạm Thị Như Quỳnh hả? Mình cố gắng nghe máy với em ạ. Ông không nghe máy, không chốt được mấy chị. Chân váy caro nè, chân váy caro size em
size 50kg đổi lại nè. Chờ lấy trước em ở chân váy caro dùm đi. Chân váy caro này mấy chị, size 50kg. Váy 89 gì Lê? Size 50kg đổi lại em ok, trước em ở chân váy caro dùm đi. 69.000. Chúc em mở chân váy caro dùm đi, 69.000 dùm đi. Rồi cái này em tặng cho mấy chị mặc với đồ bên trong nha. Rồi cái này ghi liền em mở tặng 39.000 dùm em. Tặng 39.000 em có được mấy con màu đen thôi. Mấy con màu đen nha. Nếu mà ví dụ như mình mặc một con áo trắng to, hay là mấy chị mặc một con áo vest bên ngoài mấy chị khoác chặt mặc cái này bên trong chạy nè, hoặc là cái nào mỏng á, hoặc là mấy chị mặc với lại áo vest này kia nè, con áo này rất là xinh nha. 39.000 giờ lấy cho em mà áo 39 giùm em. Áo này có áo hãng luôn đó mấy chị, không phải là hàng thường đâu nha, hãng luôn đó mấy chị. 39.000 bán lỗ luôn đó mấy chị nha. Rồi đây con này em từng mặc rồi và mấy chị hỏi rất là nhiều luôn, hỏi siêu nhiều luôn, siêu ơi là siêu luôn, nhiều luôn nha. 79.000 kèm màu dùm em, màu trắng, màu xanh, màu hồng, trắng xanh cam dùm em. Con này em mặc được trước nè. Bảy mươi chín ngàn dùm em nè, này màu xanh đẹp chưa, tròn 39 chi tròn nè. 79.000 kèm màu dùm em nha. Mới mặc hôm qua anh kia giả lên nè. Tặng 39 gì chút cho anh. 79.000 kèm màu dùm em. Màu hồng, màu xanh và màu trắng dùm em. Này đẹp nè. Tặng 39 cho Song Ngư. Rồi cái này kèm màu của em ha. Con này xinh lắm đó mấy chị. Lấy con này. Con này mấy chị mặc với chân váy viên tiệc rất là đẹp luôn. Chân váy caro này kia cũng rất là đẹp nha. 79.000 mấy chị kèm màu vô cho Hải. 79.000 dùm cho Hải nha. Màu trắng nè, màu xanh nè, màu này là màu hồng cam. Hồng cam cho Hải nha mấy chị nha. 79.000 kèm màu vô cho em ha. Ghi dùm em mã dùm em. Chốt đi dùm em mã áo 79.000 kèm màu nha. Áo này đẹp lắm đó mấy chị. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Rồi con này em có 3-2 màu. Màu này là màu, màu này là cho màu kem nha, và màu này là màu xanh. Màu này là màu xanh ha, 79.000. Hoa kèm màu dùm em. Hoa xanh nè, hoa xanh và hoa kem dùm em, 79.000 kèm màu. Hoa xanh và hoa kem dùm em, chốt này mã hoa kèm màu dùm em. Xanh cho Kelly tròn. Xanh cho Kelly tròn. Đây mấy chị nè. Hoa xanh và hoa kem dùm em, 79.000. Ôi có mốt ngực luôn nha. 55kg đổi lại men, đẹp luôn đó mấy chị. Áo này đẹp lắm. Tay của nó mấy chị biết sao không? Cái tay của nó làm tay vòng đẹp lắm. Tay vòng nha, con này lên tay rất là đẹp luôn á. Tay vòng nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã hoa kèm màu. Hoa kèm màu, hoa kèm màu dùm cho. Xanh 19 cho Trang thì luôn. Hôm nay em like nha mấy chị yêu nha. Giờ like toàn mẫu đẹp không mấy chị ơi. Đẹp không luôn đi. Nè, like con này còn một cái nữa nè. Mai em, mai chị lên coi còn hay không á. Mai chị mới làm hàng ra tiếp á. Tại vì vậy làm hàng tới đâu lại tới đó á. Tợ sợ bão nè mấy chị ơi. Hoa dùm em, áo hoa dùm em 89.000 coi con. Rồi cái này ghi liền em mã lên dùm em, 89.000. Em có một con cuối cùng, một con duy nhất luôn, em like cho mấy chị á nha. 89.000 dùm em. Xinh lắm luôn ấy. Mấy cái hàng này giờ mấy chị không chốt á, ngày mai like cái thấp quá trời mấy chị lại không chốt được. Tại vì nó đẹp lắm. Ôi là đẹp luôn ấy. Xịn mà mấy chị, hàng nó xịn. Đây nè. Con này mặc lên là mấy bạn đi mua toàn giá là 200 mấy ngàn một con không ấy. 200 mấy ngàn nha. Nó không có hàng mà hàng theo như thế này mà mấy chục ngàn đâu mấy chị. Không bao giờ có giá mà dưới cho mấy chị giá mấy 89 hay là 69 hay 79 như Hải đang like cho mình đâu. 89.000 cái áo len này đâu. Lên 89 như Thúy Hằng Dương.
em tặng cho mấy chị cái áo, mấy cái áo len cổ lọ này nha. 59.000 chờ lấy gì chút em mở len cổ lọ. Cái này nó không phải là len đâu, mà nó là len lông cừu á mấy chị. Cái len lông cừu ép á mấy chị, nó rất là mịn nha và mang rất là sướng luôn. Cái này chị nào mà ở Đà Lạt hay là chị nào mà cánh ở cánh ngồi này kia mấy chị, mặc cái này bên như thế này nè, sau mình khoác ở bên ngoài hoặc là mình đi làm mấy chị, mình mang rất là đẹp luôn. Chờ lấy thì chốt đi giùm em nha. Ok Thảo My nha. Rồi cái này ghi liền em mà áo giùm em. Áo giùm em ha. 59.000 chờ lấy chốt em mã tặng 59 sau em tắt like nha. Con này là con chim cánh cụt nè mấy chị. Rất là xịn luôn. Nha mấy chị nha, cổ là cổ lọ màu xanh vỏ đậu ấy. Con này mang sướng lắm. Chờ lấy thì chốt đi giùm em. Chốt em mã xanh vỏ đậu giùm em. 59.000 chắc của nó đã lắm luôn nha. Rồi con này tắt like, hẹn gặp mấy chị ngày mai nha. Ngày mai hãy like cho mình ha, nhiều hàng mới lắm mấy chị. Ở đây có mấy cái này, một cái màu trắng, màu trắng, màu tươi này. Rồi lấy cái chốt gì giùm em ạ. Cái sáng còn không, cái sáng là cái nào chị ơi. Đây nè, mấy cái hàng này em chưa có like được một cái màu trắng không luôn. Thương chưa? Còn em tắt like nha, hẹn gặp mấy chị ngày mai nha. Chờ lấy chân váy trắng thì chốt giùm nha, 79.000. Trời ơi, cái áo chim cánh cụt nó đẹp lắm. Bé á chị ơi, ánh ngọt nãy hết rồi đúng không? Chân váy trắng giùm em, 79.000. Áo ghi lê lai rồi chị ơi, ghi lê lai rồi. Áo vét đầu lai lai rồi đó chị. Chân váy trắng cho Hiền Đặng. Rồi thôi em tắt like nha mấy chị nha. Ngày mai em like cho mình ha. Rồi like. Rồi like nhiều hàng này. Em sẽ mặc cái áo này cho mấy chế nè. Áo mà đen hai bên như thế này nè. Xin chưa? Chị có váy xô trắng không chị ơi? Váy xô trắng gì lai nãy giờ quá trời luôn á em. Ngày mai lai tiếp nha. Rồi em tắt lai đây. Bye bye mấy chị ha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Bye bye mấy chị. Mai hãy lai 10:30 nha.